chương 231, thi hoàng chỗ đến đều là vương thổ. thảm vi khuẩn thi vương. Cũng là một cái thi vương bên trong dị loại. Nguyên bản chẳng qua là một cái có chút tiềm lực zombie, có thể tiến hóa đến tinh anh cấp cũng đã là cực hạn, nhưng đó là tại dưới cơ duyên xảo hợp, ngoài y muốn cùng một loại có thể thôn vệ năng lượng không ngừng tiến hóa biến dị nấm, đã đạt thành vi diệu cộng sinh. Trở thành cái này một loại biến dị nấm túc chủ. Liên tục không ngừng đi sang. Vì ký sinh ở trên người biến dị nấm cung cấp chất dinh dưỡng mà biến dị nắm chỗ thay thế đi ra ngoài phế liệu, đối với sinh vật biến dị tới nói, nhưng là càng thêm tinh chuẩn năng lượng, có thể bị hiệu suất cao hấp thu, thậm chí còn có thể đề thăng tiềm lực hạng mức cao nhất. Kết quả là, tại Bắc ở đầu gió mạnh mẽ sóng phát triển đi qua. Thảm vi quẩn thi vương liền thành công tại cao khuôn viên, đặt xuống một khối thuộc về mình địa bàn, trở thành khu vực tính một phương cường hào, càng là trở thành tại hải dương loạn lạc ở trong số lượng không nhiều kiên trì được người sống sót. Mà bây giờ, thảm vi quẩn thi vương giả tâm thêm một bước bành trướng thế mà đối với thi hoàng khoa trương dưới quyền thi quần phát động mấy lần đánh lén chiếm đoạt xuống mấy con phố địa bàn mặc dù ngoài miệng thái độ vẫn như cũ thành khẩn biểu thị đây đều là hiểu lầm cũng không cố y cùng cường đại thi hoàng là địch nhưng trên thực tế thảm vi khuẩn thi vương lại là không có bất kỳ cái gì muốn lui bước dự định vẫn như cũ đem thảm vi khuẩn lan tràn ra muốn lấy loại này gần như vô lại phương thức thay đổi một cách vô tri vô giác đem những địa bàn này chiếm làm của riêng mà đối với loại thủ đoạn này trực tiếp nhất phương thức hữu hiệu chính là ra trọng quyền lấy lôi đình thủ đoạn đem bất luận cái gì tiểu tâm tư toàn bộ phai mờ kết quả là nhiệm vụ này liền rơi xuống ma vân huyễn tử đằng trên đầu mà đã tấn thăng đến lãnh chúa cấp hậu kỳ đỉnh phong ma vân huyễn tử đằng ứng phó tự nhiên cũng là dễ như trở bàn tay đầu tiên là đem tự thân chia ra từng cái bộ rễ từ sâu trong lòng đất vô hình trung lan tràn vượt qua toàn bộ thảm vi khuẩn phạm vi tiếp đó đột nhiên làm loạn từ dưới đất cắt đứt biến dị nấm có khả năng lấy được tất cả năng lượng hơn nữa còn từ bộ rễ ở trong không ngừng phóng xuất ra rất có tính ăn mòn dịch axit đối với yếu ớt biến dị nấm cấu thành kiểu hủy diệt đã kích trực tiếp lệnh thảm vi khuẩn bắt đầu xuất hiện đại quy mô cờ hờ tết héo héo rút biến cố bất thình lình lập tức kinh động đến thi vương nhưng thảm vi khuẩn thi vương đối với hắc thủ sau màn đến tục cùng là ai cũng là không nghĩ ra thẳng đến thảm vi khuẩn sắp tàn lụi hầu như không còn mới rốt cục phát hiện dấu ở lòng đất ma vân huyễn tử đằng nhưng cũng thì đã trễ đã mất đi biến dị nấm năng lượng gia trì thảm vi khuẩn thi vương thực lực lập tức liền từ lãnh chúa cấp rơi xuống một đêm trở lại trước giải phóng lại biến thành cái kia chỉ có tinh anh cấp nhỏ bé sâu kiến đây cũng là cộng sinh tai hại quá mức ỷ lại cộng sinh một phương khác một khi một phương khác xuất hiện biến cố trọng đại cho dù chính mình không cờ hờ tết cũng sẽ lớn tàn phế căn bản bất lực tự mình ứng đối đối thủ cường đại nhưng ngược lại so ma vân huyễn tử đằng mặc dù cũng có thể ki sinh nhưng lại cùng cốt chủ ở giữa đều bảo lưu lấy khá cao độc lập tự chủ tính chất đều có thể tùy thời dung hợp lại tùy thời phân ly lại sức chiến đấu cũng sẽ không phải chịu ảnh hưởng lập tức vân cao thấp thuộc về là cứ như vậy ma vân huyễn tử đằng thậm chí ngay cả lĩnh vực cũng không có bày ra liền đem thảm vi khuẩn thi vương nhẹ nhõm cầm xuống mà tin tức này cũng là một truyền mười mười truyền trăm rất nhanh liền truyền bá ra ngoài cực lớn trình độ chấn nhiếp những cái kia đồng dạng màng lòng xấu xa làm loạn chi đồ làm chúng nó nhao nhao từ bỏ nguyên bản tính toán nhỏ nhặt lựa chọn an phận thủ thường không còn dám vượt lôi trì một bước thi hoàng chỗ đến đều là vương thổ. Đạo này thiết luật, cũng thật sâu ấn khắc ở hoành liên thành phố đông đảo sinh vật biến dị đều chỗ sâu trong óc, làm chúng nó bản năng không dám có chút phản kháng. Tại thi hoàng khoa trương cùng với đông đảo bộ hạ trước mặt. Nhao nhao lựa chọn ngoan ngoãn theo cùng phối hợp. Bằng không. Thảm vi khuẩn thi vương, chính là vết xe đổ. Hoành liên căn cứ khu. Tại kinh tâm động phách tổn thất nặng nề hải dương loạn lạc kết thúc về sau. Tòa này hoành liên thành phố còn sót lại nhân loại thế lực, cũng coi như là nhân họa đắc phúc quy mô chẳng những không có thu nhỏ, ngược lại còn có điều khuếch trương. Chỉ có điều. Nội bộ vấn đề tài nguyên cũng càng thêm nghiêm trọng. Nhiều hơn rất nhiều cần ăn cơm miệng, nhưng bất luận là trong kho hàng tồn trữ vật tư, vẫn là tán lạc tại bên trong thị khu đồ ăn tài nguyên, đều tại trong hồng thủy phím lạm tiêu hao hầu như không còn, duy nhất coi như lạc quan chính là săn giết số lớn hải dương sinh vật biến dị, loại thịt tài nguyên tạm thời không thiếu, cơ hờ, tết đói tình huống sẽ không phát sinh. Nhưng muốn tổ chức lần nữa lên sức sản xuất. Nhưng cũng là xa xa khó vời cũng may chung quanh vài tòa căn cứ khu nhao nhao thân xuất viện thủ lại một lần nữa đưa cho trợ giúp đồng thời cũng cho phương hồng vũ cùng một đám căn cứ khu cao tầng mang đến một đầu tin tức gần nhất mấy ngày nay chúng ta đang dương căn cứ khu phụ cận xuất hiện một đạo thần bí vết nứt không gian cụ thể tạo thành nguyên nhân không rõ phải chăng kết nối lấy một chỗ khác không gian cũng không rõ nhưng đó là có số lớn biến dị hung thú liên tục không ngừng từ trong sông ra quy mô đã đủ để tạo thành trung đại hình thú triều cho chúng ta đang dương căn cứ khu đông bắc phương hướng tạo thành cực lớn phòng tuyến áp lực. Đang dương căn cứ khu cao tầng thở dài nói. Lúc này, hạ thành căn cứ khu cao tầng cũng mở miệng nói. Khi biết tin tức sau, bên ta căn cứ khu phái ra một cái không gian hệ tiến hóa giả đi theo chuyên nghiệp thăm dò tiểu đội, đi đến đang dương căn cứ khu ngoại vi tòa kia vết nứt không gian, đi qua một loạt dò xét cùng phỏng đoán, đã đại khái có thể xác định đạo kia vết nứt không gian đích xác nối liền một phương khác không gian. Thế nhưng một vùng không gian đến tột cùng là dáng ra sao, chúng ta không cách nào biết được chỉ có tự mình xuyên qua vết nứt không gian tiến vào bên trong mới có thể tìm được đáp án làm như vậy có thể hay không quá nguy hiểm phương hồng vũ có chút lo nghĩ mà đây cũng chính là hai đại căn cứ là phát tới thông tin thỉnh cầu nguyên nhân cho nên hy vọng chúng ta ba tòa căn cứ là có thể tạo thành một chi liên hợp tiểu đội phái ra lực lượng tinh nhuệ tới tiến vào cái kia một đạo trong vết nứt không gian xem có thể hay không có chỗ phát hiện ít nhất cũng phải tìm được có thể đóng lại vết nứt không gian phương pháp bằng không tùy y trong không gian phong tiếp tục mở rộng tiếp, không chỉ là đang dương căn cứ khu, liền chúng ta cái này mặt khác hai tòa căn cứ khu, cũng đồng dạng có khả năng sẽ phải chịu liên lụy. Hảo, ta đồng y. Phương Hồng Vũ gật đầu. Kết quả là, kế tiếp tam đại căn cứ khu cao tầng, liền nhằm vào lần này liên quan tới vết nứt không gian liên hợp hành động, triển khai tỉ mỉ thương thảo. Hoành liên căn cứ khu bên này. Trắng Diên thương thế đã khôi phục, xem như ngoại viện ly ngạo cũng đồng dạng có thể ra tay xem như cường đại nhất hai đại cao cấp tiến hóa giả lần này như cũ từ hai người bọn họ xung phong mà khắc hai tòa căn cứ khu cũng đều sẽ phái ra ít nhất một cái cao cấp tiến hóa giả hành động lần này độ cao giữ bí mật nhưng thiên hạ không có tường nào gió không lọt qua được quay đầu cái tin tức này liền bị ly ngạo đưa đi ra truyền vào khoa trương trong tay vết nứt không gian khoa trương rõ ràng cũng cảm thấy rất hứng thú nhưng hắn đang lúc bế quan ở trong hơn nữa đến tương đối giai đoạn mấu chốt khoảng cách đột phá bá chủ cấp chỉ còn lại cuối cùng nhất tuyến, bởi vậy không thể tùy tiện xuất quan. Kết quả là, Khoa Trương gọi tới không gian thi vương gian trần cùng thiên tượng thi vương sở vân tiêu. Tấu chương xong. Chương 232, Thần Đình đến ám thời khắc. Lựa chọn hai vị này bộ hạ tham dự sự kiện lần này, nguyên nhân rất đơn giản. Nếu là vết nứt không gian, như vậy nắm giữ không gian hệ năng lực gian trần, tự nhiên là chuyên nghiệp cùng một. Không có ai so với hắn hiểu rõ hơn không gian mà thiên tượng thi vương sở vân tiêu nhưng là có thể cấp tốc thích ứng một cái hoàn toàn mới hoàn cảnh cho dù là đi đến một chỗ hoàn toàn mới không biết không gian cũng có thể rất nhanh thích ứng đồng phát phung ra lực chiến đấu mạnh mẽ còn nếu là hai người này lại giúp đỡ lẫn nhau sấn như vậy thì càng thêm xuôi gió xuôi nước tuân mệnh thi hoàng đại nhân hai hai tên bộ hạ cáo lui trong biệt thự cũng chỉ còn lại khoa trương chính mình tiếp tục mờ mịt năng lượng hướng về cao hơn bá chủ cấp xông vào hắn có dự cảm. Đợi đến đột phá bá chủ cấp thời điểm, sẽ nên đón một hồi biến đổi lớn. Cùng vừa mới đánh một hồi thắng trận lớn, bây giờ khí thế bừng bừng thi hoàng tập đoàn tương phản. Dưới mắt, sinh điện tập đoàn, hoặc có lẽ là thần đình, lại là phá lệ kiềm chế. Như cùng đi đến đến ám thời khắc. Đã từng không còn chỗ ngồi chư thần hội nghị, bây giờ lại có vượt qua một nửa vị trí, đều trống chỗ xuống, không có ai bổ khuyết. Chỉ còn lại Thái Dương thần Apollo, Nguyệt thần Diana, Hỏa thần Trông Thơ ba cái cơ hờ kết, đều đã cơ hờ kết. Bốn vị thần đình chúng thần, thế mà đều bắt không được một cái thi hoàng khoa trương. Chủ vị. Thái dương thần Apollo tự lẩm bẩm. Hết sức không dám tin. Nhưng đây cũng là sự thật. Mặc dù rất không muốn thừa nhận, nhưng sự thật chứng minh thi hoàng khoa trương đã sớm vượt ra khỏi chúng ta trưởng khống, thậm chí từ vừa mới bắt đầu, chúng ta liền không có khả năng chiến thắng. Hỏa thần Crom thơ, cái này luôn luôn càng rỡ lão đầu, tại trải qua lần này thảm bại, may mắn nhặt về một cái mạng sau đó, cũng trở nên thu liễm rất nhiều. Tiếp tục như vậy nữa, nếu như bị thi hoàng khoa trương phát hiện cứ điểm của chúng ta, như vậy ba người chúng ta cũng sẽ bước bọn hắn theo gót, mà không có bao nhiêu phản kháng dư lực, không thể trì hoãn được nữa, là thời điểm khởi động tam đại chủ thần. Nguyệt thần Diana nói. Mà chuyện cho tới bây giờ, bọn hắn cũng đích xác không có khác tuyển hạng có thể lựa chọn. Ta thần đình có thể hay không thành lập được trật tự mới, thành bại thì ở lần hành động này. Thái dương thần Apollo thở dài. Đè xuống một cái chốt mở hình tròn bàn hội nghị trung ương chợt dâng lên, lộ ra một cái bên trong bàn thờ, còn sót lại ba vị thần đình chúng thần, Thái Dương thần Apollo, Nguyệt thần Diana, Hỏa thần Trôm Thơ, nhao nhao tiến lên. Đinh! Quyền hạn thỏa mãn, đã mở ra. Giống như kết sắt tầm thường bên trong bàn thờ mở ra, trong đó tồn phóng, lại chỉ là một cái mười phần cũ kỹ, đã sớm bị đào thải máy nhắn tin. Đè nút ấn xuống. Một đạo độ cao mã hóa thông tin liền bị phát ra. Mà chỗ liên lạc một phương khác chính là thần đình thần long thấy đầu mà không thấy đuôi tam đại chủ thần, cha xứ gai, thần vương Odin, thần chủ Zeus. Nhân loại bên này. Ba ngày thời gian đã qua. Ba tòa căn cứ khu chỗ phái ra nhân viên, cũng tại địa điểm chỉ định tụ hợp. Hồng ngay cả căn cứ khu bên này, lúc trước đã đề cập qua, phái ra tự nhiên là Bạch Diên cùng Ly Ngạo, tại chính giữa nhân loại thực lực của bọn hắn đều có thể xưng tối cường, một cách tự nhiên là thi hành loại nhiệm vụ này nhân tuyển tốt nhất. Mà đối diện, đồng dạng tham dự lần hành động này hạ thành căn cứ khu cùng đan dương căn cứ khu cũng phái ra riêng phần mình tinh nhuệ đan dương căn cứ khu bên này tổng cộng có ba người dẫn đội cao dương là một tên cao cấp tiến hóa giả bên trong căn cứ thị bản xếp hạng bài ngoại hiệu ánh chớp mắt đã từng dựa vào trong hai mắt bắn ra kinh khủng ánh chớp một mắt lường cờ hờ kết một cái lãnh chúa cấp biến dị hung thú bởi vậy nhất chiến thành danh là đan dương căn cứ khu vương bài mà đi theo cao dương sau lưng hai người cũng là trung cấp cửu giai nửa bước cao cấp cấp độ bất thiện ngôn ngữ nhưng vừa nhìn liền biết thực lực không tầm thường có tư cách tham dự vào trận này hành động ở trong ha 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 không nghĩ tới mấy vị tới đều sớm như vậy lúc đó ta bên này vì sự chậm trễ này ngượng ngùng ngượng ngùng sống này tính cho ta một hồi tiếng cười sang sảng vang lên sau đó hạ thành căn cứ khu nhân tài vì sự chậm trễ này người cầm đầu cũng là một cái cao cấp tiến hóa giả hơn nữa còn là hạ thành căn cứ khu dòng độc đinh tên là tần thọ tên kỳ hoa người cũng là sợ giao tiếp, xã giao phần tử khủng bố, vừa lên tới liền nhiệt tình hướng hai bên chào hỏi, hơn nữa làm tự giới thiệu. Cũng giới thiệu sau lưng ba tên đội viên. Vị này, Kính Mắt Ca, Hồ Cường, nửa bước cao cấp, gần với ta vạn năm lão nhị, năng lực có thế không, mắt nhìn xuyên tường, các vị ở tại đây tiểu tỷ tỷ tốt nhất cẩn thận một chút, đương nhiên nam cũng đừng phớt lờ, dù sao ta cái này ca môn nhi là hai đầu đều có cảm giác. Ha ha ha. Vị tiểu muội muội này niên kỷ mặc dù tiểu, mới vừa vặn 18, nhưng năng lực cũng là rất mạnh là chúng ta căn cứ lúc tối cường vú em, đừng nói ngươi còn thở, liền xem như vừa mới tắt thở, đều có thể cho ngươi cưỡng ép cứu trở về, ta đều từng tự mình lãnh hội, không còn nàng thật đúng là không được, tới, tiêu tiêu, cho chư vị ca ca tỷ tỷ chào hỏi. Mọi người tốt, ta gọi tô tiểu tiểu, lần đầu gặp mặt, xin nhiều chiếu cố. Cuối cùng, tới tới tới, cho đại gia Long Trọng giới thiệu một chút vua của chúng ta ca, vương ca thế nhưng là chúng ta hạ thành duy nhất một cái không gian hệ tiến hóa giả, lần này tìm kiếm vết nứt không gian hành động, còn phải toàn bộ dựa vào vương ca ngài. Đâu có đâu có, tất cả mọi người là đồng đội, hợp tác lẫn nhau, hợp tác lẫn nhau. Được xưng là vương ca vương siêu, mặt ngoài mười phần khiêm tốn, nhưng đáy mắt lại là từ đầu đến cuối dấu dếm vẻ kinh thường, những người khác nhìn không ra. Nhưng ở âm thầm, đồng dạng đi tới nơi này không gian thi vương gian trần cùng thiên tượng thi vương sở vân tiêu, lại là thế nhất thanh nhị sở. Trung cấp cửu giai, cũng chính là một tinh anh cấp, mặc dù năng lực là không gian hệ, nhưng căn bản không phát huy ra bao nhiêu, thậm chí liền chúng ta ở đây đều không dò được, liền cái này. Giang Trần Kinh thường chửi bậy một câu. Hắn thấy, vương siêu mặt hàng này chính là một bình bất mãn nửa bình lắc. Bất quá cũng không vấn đề gì, liền để những người này làm pháo hôi, thay chúng ta đến phía trước thăm dò đường một chút, chúng ta chỉ cần lưu ý một chút chúng ta thi hoàng đại nhân hai cái người quen biết của An Nguy là được rồi, những người khác sống hay cơ hờ, tết cùng chúng ta lại có quan hệ thế nào. Thiên tượng thi vương sở vân tiêu ngược lại là không quan trọng. Nói cũng đúng. Giang Trần cũng gật đầu một cái. Đang khi nói chuyện, phe nhân loại cũng định tiến vào vết nứt không gian ở trong. Tần Thọ cùng Vương Siêu đi ở trước nhất. Cái trước cung cấp hộ vệ, mà cái sau nhưng là phụ trách cảm giác trong vết nứt không gian biến hóa vi diệu, chỉ dẫn con đường. Lại sau này, Bạch Diên, đi ngạo theo sát phía sau. Tam đại căn cứ khu thành viên còn lại tại đội ngũ ở giữa, trên thân còn hoặc nhiều hoặc ít cổng một chút vật tư cùng trang bị, để bất cứ tình huống nào. Cuối cùng, đang dương căn cứ khu cao cấp tiến hóa giả cao dương sao điện cứ như vậy kích thước không nhỏ đội ngũ theo thứ tự có thứ tự tiến vào vết nứt không gian ở trong thân ảnh biến mất ở mảnh thế giới này bọn hắn tiến vào chúng ta cũng theo sau a hai đại thi vương cũng theo sát phía sau giang trần tiếp tục lấy không gian lực lượng ngụy trang tránh phe mình bại lộ ngược lại người đi ở phía trước loại đội ngũ cũng không biết chút nào tại phía sau bọn họ còn có hai đại thi vương đi theo chuẩn bị cùng nhau xuyên qua đạo này vết nứt không gian tấu chương xong. Chương 233, vết nứt không gian sau thế giới mới. Tại không gian hệ tiến hóa giả vương siêu dẫn dắt phía dưới, đám người lục tục đi vào vết nứt không gian ở trong. Cùng bên ngoài cái kia hẹp dài khe hở khác biệt. Vết nứt không gian nội bộ, lại là sáng tỏ thông suốt, trên dưới trái phải phản phất cũng không có phần cuối, có thể nhìn thấy có từng khối nham thạch huyền không trôi nổi, càng có như mộng ảo tia sáng không ngừng lấp lóe mà qua, hết sức trung động. Nhưng cũng ngầm vô số sát cơ. Cẩn thận, vương siêu bỗng nhiên thấp giọng quát đạo đồng thời giơ tay lên ra hiệu đội ngũ ngưng đi tới tất cả mọi người rất phối hợp không có tùy tiện hướng về phía trước đồng thời nhô ra ánh mắt hướng về phía trước hướng về hiếu kỳ nhìn quanh sau đó bạch duyên bọn người liền thấy có một đạo mỏng như cánh ve không gian ba động bỗng nhiên lay động qua đem một khối nhìn ra chừng hơn ngàn mét nham thạch to lớn tại chỗ các thành bé nhỏ cấp bậc bụi ngay sau đó biến mất không thấy gì nữa nếu như đám người cước bộ hơi nhanh một chút liền sẽ bị cuốn vào đạo này không gian loạn lưu ở trong mà kết cục cũng sẽ cùng khối kia nham thạch to lớn không khác Hô Tất cả mọi người nhìn không được thở dài một hơi Vương siêu cũng vất tay ra hiệu có thể tiếp tục tiến lên Kế tiếp hơn nửa giờ bên trong Tình huống như vậy một lần lại một lần diễn ra Cũng may có vương siêu cái không gian này hệ tiến hóa giả tỏa trấn Cho dù là nhỏ bé không gian ba động Đều có thể bị tinh chuẩn cảm giác được Lúc này mới tránh khỏi một lần lại một lần nguy cơ Để cho toàn bộ đội đều có thể bình yên vô sự đến đầu này vết nứt không gian cửa ra vào từ một đạo khác trong cái khe đi ra. Trước mắt sáng tỏ thông suốt. Chỉ thấy đội ngũ đi tới một tòa bao la trên đại thảo nguyên, mênh mông vô bờ cũng là nhân nhân cỏ xanh, nơi xa có thể trông thấy bao trùng lấy tuyết trắng quần sơn, bầu trời cũng vô cùng xanh thẳm, nghiễm nhiên một bộ như thế ngoại đào nguyên mỹ cảnh. Lệnh bị tận thế hủy hoại đã lâu đám người, cũng nhịn không được phát ra một tiếng tán thưởng. Bất quá! Có thể tham gia trận này hành động, cũng là tinh nhuệ. Đám người rất nhanh liền thu thập xong tâm tính. Quay về nhiệm vụ ở trong thăm dò một chút hoàn cảnh bên này. Đan Dương căn cứ khu lĩnh đội Cao Dương, đối với sau lưng hai tên đội viên phân phó nói, mà cái sau cũng thông thạo từ trong ba lô móc ra từng đài tinh vi thiết bị đo lường, bắt đầu đối với tòa này vết nứt không gian sau thế giới mới, bắt đầu cơ sở nhất kiểm tra. Mà Hồng ngay cả căn cứ khu Bạch Diên, Ly Ngạo, cũng cùng hạ thành căn cứ khu Tần thọ bọn người, thương thảo lên tiếp xuống hành động phương châm. Chúng ta mới đến, đối với mảnh này thế giới hoàn toàn mới hoàn toàn không biết gì cả, tốt nhất đừng tùy tiện tách ra hành động, vẫn là bảo trì một cái chỉnh thể, như vậy cũng tốt chiếu ứng lẫn nhau. Không tệ, hơn nữa tòa này thế giới nồng độ năng lượng, tự hồ cũng so với chúng ta thế giới cao hơn rất nhiều, thậm chí đều không cần tận lực hấp thu, vẻn vẹn chỉ là đứng ở chỗ này, hô hấp ở giữa công phu liền có thể cảm thấy có từng sợi năng lượng bị hấp thu tiến thể nội. Nếu là dạng này, vậy chúng ta liền còn có một chút cần thiết phải chú ý, tòa này thế giới cũng rất có thể sẽ có tiến hóa giả hoặc sinh vật biến dị các loại sinh vật tồn tại, tại không xác định là địch hay bạn phía trước, tốt nhất đừng cùng bọn hắn tiếp xúc tận khả năng nhiều dấu ở chỗ tối. Đám người rất nhanh đã đạt thành nhất trí. Mà lúc này, Đan Dương căn cứ khu cao dương bên kia, cũng phải ra bước đầu kết quả phân tích. Bằng chứng đám người vừa rồi phỏng đoán. Hơn nữa còn có phát hiện mới. Các ngươi nhìn cái này. Cao dương thủ bên trong, một khỏa tảng ra nhàn nhạt màu lam huỳnh quang tinh thạch hình dáng kết tinh, chiếu vào đám người mi mắt. Hắn giới thiệu nói. Đây là vừa rồi tại tầng đất sâu hơn chỗ phát hiện một loại tự nhiên năng lượng kết tinh nội bộ ẩn chứa tương đối cao nồng độ năng lượng, còn có thể bị tiến hóa giả trực tiếp hấp thu lợi dụng, quan trọng nhất là, loại này màu lam nhạt tự nhiên năng lượng kết tinh số lượng dự trữ đơn giản nhiều đến thái quá. Tùy tiện một nơi, chỉ cần hướng về dưới nền đất đào 23M, liền có thể khai quật đến đại lượng loại này màu lam nhạt tự nhiên năng lượng kết tinh. Nếu như có thể nhận được khai thác mà nói, như vậy chúng ta vài tòa căn cứ khu, liền hầu như không cần vì bất luận cái gì nguồn năng lượng bên trên vấn đề rầu rĩ. Cái này nhất trọng lượng cấp phát hiện, lập tức đưa tới đám người hứng thú cùng chú y. Kết quả là, đám người nhao nhao động thủ. Chỉ trong chốc lát, liền moi ra ròng rã tam đại túi đeo lưng loại này màu lam nhạt tự nhiên năng lượng kết tinh. Hơn nữa trong lúc đó đám người cũng đều thôn vệ luyện hóa mấy khỏa. Năng lượng trong cơ thể đích xác có rõ rệt tăng trưởng. Thực lực cũng có hơi đề thăng. Tiểu đội thăm dò mới đến, liền thu hoạch tương đối khá, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, như vậy ở tòa này thế giới mới tìm tòi, còn đem lấy được thu hoạch lớn hơn nhưng không có gì bất ngờ xảy ra là không thể nào. Đám người khí thế ngất trời khai cuộc màu lam nhạt tự nhiên năng lượng kết tinh động tĩnh, ngoài y muốn quấy nhiễu đến lòng đất sống sinh vật. Đột nhiên, một cái vóc người còng xuống đá lởm chởm, làn da màu nâu nhạt, còn rất dài một cặp răng nhọn móng sắc quỷ dị sinh vật hình người, không có dấu hiệu nào từ trong hố đất phá đất mà lên. Trong miệng phát ra mơ hồ không rõ gào thét. Hướng thẳng đến khai cuộc đám người nhào tới. Cẩn thận. Cao Dương lập tức lên tiếng nhắc nhở nhưng bị để mắt tới tên kia nhân viên nghiên cứu, vẫn là chậm một bước, lồng ngực bị lợi trảo vạch ra một đạo vết thương sâu tới xương, kêu thảm bay ngược ra ngoài. "Tiêu Tiêu, nhanh đi thi cứu." Tần Thọ hô. Mà Tô Tiểu Tiểu cũng rất nhanh hơn phía trước, lòng bàn tay bốc lên điểm điểm thánh khiết bạch sắc quang mang, dung nhập vào nhân viên nghiên cứu ngực giữ tận trên thương thế, dần dần đem máu me đầm đìa vết thương khép lại như lúc ban đầu, bảo vệ tính mệnh. Một bên khác, phản ứng lại đội ngũ cũng lập tức đối với cái này chỉ đột nhiên tập kích loại người hình sinh vật, triển khai phản kích. Mắt sáng như đuốc. Mặt chữ y tứ, hai đạo sáng chói ánh chớp từ cao dương trong hai mắt bắn ra mà ra, chớp mắt là tới, trực tiếp đem cái này chỉ loại người hình quái vật đánh bay ra ngoài. Nhưng ngay cả lãnh chúa cấp sinh vật biến dị cũng không dám ngạnh kháng chiêu thức. Tác dụng đến một cái này trên người quái vật, lại là tạm được, chỉ đánh gãy một cánh tay, loại người hình quái vật bản thân như cũ có trình độ nhất định uy hiếp bờ. Không giết cơ hờ, tết. Cao Dương chính mình cũng cảm thấy khác biệt. Là loại kia năng lượng màu xanh lam nhạt kết tinh. Xem như thẩm phán giả Bạch Diên, nhìn ra manh mối. Ngay tại bị điện quang mệnh trung trong nháy mắt, cái kia loại người hình quái vật thể nội có lam nhạt tia sáng hiện lên, chữa khỏi hơn phân nửa thương thế, cái loại ánh sáng này liền cùng chúng ta hấp thu luyện hóa màu lam nhạt tự nhiên năng lượng kết tinh lúc một dạng. Khá lắm, thì ra bọn chúng là đem những đá này coi như ăn cơm. Tần thọ cảm thán Mấy người cùng nhau ra tay. Cái này chỉ loại người hình quái vật thực lực của bản thân cũng không mạnh, chỉ có tinh anh cấp, bởi vậy khi mọi người lấy ra bản lĩnh thật sự sau đó, liền bị dễ như trở bàn tay trấn áp. Vương siêu thi triển năng lực hệ không gian, giam lại cái này chỉ loại người hình quái vật mà tinh thần hệ năng lực tần thọ, nhưng là đối nó bày ra sư hồn. Tại trải qua dài dằng dặc tiêu hóa cùng ly giải sau đó, lấy được không ít tin tức hữu dụng. Cái này chỉ loại người hình quái vật chủng tộc, phiên dịch thành ngôn ngữ của chúng ta, phải gọi địa tinh tộc mà tòa này vết nứt không gian sau thế giới mới, nhưng là gọi là Trung Yên Cấm Địa, có ít nhất hơn 100 triệu năm lịch sử, sống đủ loại đủ kiểu loại người hình sinh vật, được gọi chung là dị thú tộc. Dị thú tộc còn có một vị trí cao vô thượng kẻ thống trị, kỳ danh là dị thú chi vương. Tấu chương xong. Chương 234, dị thú tộc vây quét. Dị thú chi vương. Dị thú tộc vương giả. Căn cứ vào một cái này địa tinh trong đầu ký ức, dị thú chi vương thực lực giữ gốc có lãnh chúa cấp, thậm chí có khả năng tiếp cận trước mắt vẫn chưa có người nào đảng sinh bá chủ cấp, cũng chính là siêu cấp tiến hóa giả. Theo lý thuyết, cứ việc phe nhân loại đội ngũ binh cường mã tráng. Nhưng ở cái này một mảnh trung yên cấm địa ở trong, cũng tuyệt không phải tồn tại vô địch. Tình thế cần chú ý cẩn thận. Đã như vậy, như vậy một cái này địa tinh liền giữ lại không được. Vương siêu mở miệng. Nói xong. Liền giơ tay chém xuống lấy không gian lực lượng hóa thành lưỡi dao chém cái này chỉ địa tinh đầu người. Nhưng mà, khiến cho mọi người cũng không nghĩ tới chính là, liền tại đây chỉ địa tinh sau khi cờ hờ kết. Thi thể của hắn thế mà đột nhiên nổ bể ra tới, hóa thành một đoàn khói đặc dâng lên, giống như phong hỏa lan yên đồng dạng, cho dù ở xa ở ngoài ngàn dặm, đều có thể liếc nhìn. Hỏng bét. Đám người chợt cảm thấy không ổn. Nhưng đã quá muộn. Ở tòa này bên trên bình nguyên đông đảo dị thú tộc, nhao nhao bị biến cố bất thình lình sở kinh động, cảm giác được khác thường. Là cảnh báo lan yên, có ngoại địch xâm lấn. Mọi việc như thế tiếng gào thét, trong nháy mắt vang vọng cả tòa bình nguyên. Trong nháy mắt, bên trên bình nguyên tất cả lớn nhỏ dị thú tộc bộ lạc, toàn bộ bị kinh động, hàng ngàn hàng vạn tên dị thú tộc nhân, kích động năng lượng, cầm trong tay binh khí, hướng về lan yên địa điểm vây quanh mà đi. Thề phải đem xông vào kẻ xâm lấn tiêu diệt hầu như không còn. Không tốt, sự hiện hữu của chúng ta đã bại lộ, lập tức thay đổi vị trí. Ly ngạo một câu nói chúng hướng về trên núi đi, bình nguyên quá mức mở rộng, chúng ta không chỗ ẩn tàng. Bạch Diên cũng vì đội ngũ chỉ rõ con đường. Kết quả là, đám người luống cuốn tay chân hướng xa xa núi tuyết leo lên mà đi. Nhưng không nghĩ tới. Ngay tại núi tuyết phía trên, cũng trải rộng dị thú tộc trạm gác. Đám người trước tiên liền bị phát hiện. Tiếng gào thét vang lên. Nhân tộc. Là nhân tộc. Nhân tộc đáng cơ hờ tết lại còn dám đến đến Trung Yên cấm địa, hôm nay liền để các ngươi hoàn lại một vạn năm trước tội nghiệp. Một cái thân mang áo giáp thân hình cao lớn sư đầu nhân, dường như là bọn này dị thú tộc thủ lĩnh, lại có thể nói ra tối tâm cổ đại ngôn ngữ, lệnh Bạch Diên bọn người có thể đại khái nghe rõ ràng trong giọng nói y vị. Càng thêm mọi người suy nghĩ kỹ càng. Nhưng Ninh Hạ không có công phu cân nhắc nhiều như vậy. Bởi vì dị thú tộc đầy trời mũi tên đã nhao nhao rơi xuống. Lĩnh vực bày ra. Thẩm phán chi nhãn. Lĩnh vực bày ra. Bác Hoang sớm dậy. Bạch Diên cùng Ly Ngạo triển khai lĩnh vực màu xám đậm thẩm phán chi lực hóa thành một đạo trùng sáng, đồng thời còn có từng đạo lôi đình gào thét ngang dọc, đánh nát toàn bộ mũi tên. Vẫn còn có tướng cấp cường giả. Sư đầu nhân hiếp đôi mắt một cái. Lập tức ngang nhiên vừa hô. Vậy liền để bản tướng tới chiếu cố các ngươi. Thánh vực kim hoàng thập tự tin. Một khỏa trực trở cực lớn kim hoàng thập tự tin. tại tôn này sư đầu nhân tướng lĩnh sau lưng từ từ bay lên, kỳ thực thực lực bỗng nhiên có lãnh chúa cấp hậu kỳ. Trực tiếp cùng Bạch Diên cùng ly ngạo đại chiến. Đồng thời, còn có vài tên lãnh chúa cấp phó tướng cũng giết đi lên bị cao dương hòa tần thọ hai đại cao cấp tiến hóa giả ngăn lại lĩnh vực bày ra ám sát cơ hờ tết hết lĩnh vực bày ra ảo mộng du hành mà như là vương siêu cô tiểu tiểu mấy người đội viên cũng cùng đông đảo xông lên dị thú tộc chiến sĩ chiến làm một đoàn trong lúc nhất thời dưới chân núi tuyết tràn diện vô cùng hỗn loạn mà trong bóng tối nhưng lại có hai đạo ánh mắt ở trong tối từ quan sát chính là một mực tìm hành không gian thi vương gian trần cùng thiên tượng thi vương sở vân tiêu. Không nghĩ tới bọn này dị thú tộc thực lực thật đúng là không tầm thường, cái kia sư đầu nhân tướng lĩnh, cũng liền chỉ so với người ta yếu hơn như vậy một tia, đơn đã độc đấu đều không dễ đối phó. Hơn nữa từ bọn hắn trong miệng, tự hồ dị thú tộc cùng nhân tộc sớm tại ức vạn năm trước liền từng có cựu oán, còn đem tòa này thế giới xưng là trung yên tấm địa, chẳng lẽ ở đây còn phong ấn cái gì đại khủng bố? Không biết đạo, không qua xem chẳng phải sẽ biết, cái kia dị thú tộc hoàn thành giống như ngay tại bên cạnh đông bắc khoảng cách cũng không xa mới lên ngàn dặm chúng ta rất nhanh liền có thế chạy tới cũng không phải không được chỉ có điều thi hoàng đại nhân hai vị người quen việc này dễ làm ta trên người bọn hắn riêng phần mình lưu lại một đạo ấn kia đến lúc đó trực tiếp vận dụng không gian lực lượng truyền tống trở về coi như gặp phải nguy hiểm gì cũng có thể kịp thời thân xuất viện thủ đi vậy chúng ta đi đi kết quả là tại nhân loại đội ngũ cùng dị thú tộc đánh túi bụi thời điểm hai đại thi vương lại là không người biết ở tòa này trung yên trong cấm địa tùy y xuyên thẳng qua một đường hướng về đông bắc phương hướng mà đi rất nhanh liền đã đến hoàn thành dị thú hoàn thành dị thú tộc đại bản doanh quy mô khá là khổng lồ cùng hồng ngay cả thành phố thành khu quy mô đơn giản tương xứng hơn nữa nội bộ đề phòng xâm nghiêm chỉ là lãnh chúa cấp dị thú tộc tướng lĩnh liền không chỉ có 10 ngón tay càng có mấy đạo khí tức còn muốn hơi mạnh hơn không thiếu hư hư thực thực là lãnh chúa cấp đỉnh phong mà trong đó cường thịnh nhất một đạo. Chính là ở vào trong hoàng thành trong hoàng cung dị thú chi vương. Ta cảm giác được, tại hoàng thành phía dưới, vẫn tồn tại một phương cực lớn không gian dưới đất, nội bộ mặc dù dò xét không rõ ràng, nhưng đó là bị đông đảo tương tự với trận pháp một dạng đồ vật phòng hộ lấy trấn áp, hơn nữa nội bộ năng lượng còn muốn tràn thêm tràn đầy, tuyệt đối là có cái gì. Giang Trần vận dụng năng lực không gian dò xét có chỗ phát hiện. Ngay sau đó, hai đại thi vương liền chuẩn bị tiếp tục bằng vào loại này không gian lực lượng ngụy trang, lẻn vào đến chính giữa hoàng cung, đồng thời một đường xâm lấn đến dưới đất thần bí không gian. Giang Trần Ngụy Trang cơ hồ có thể nói là thiên y vô phùng, dọc theo đường đi thông suốt, bất luận là tuần TR, A thủ vệ, vẫn là giữ cửa trạm gác, lại có lẽ là đi ngang qua đại tế ti, điều binh tướng lĩnh, vân 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 dị thú tộc nhân, cũng không có phát hiện hai vị này kẻ xông vào. Thậm chí Giang Trần cùng Sở Vân Tiêu, còn từ dị thú chi vương dưới mí mắt chạy qua, cái này một tôn ba đầu sáu tay tráng hán cao lớn, cũng không có bất luận phát hiện gì. Thẳng đến, hai đại thi vương nếm thử xuyên phá không gian dưới đất phong cấm. A a a a. Mãnh liệt phản vệ, lệnh hai đại thi vương đau đớn không thôi. Mà phát trận dị động. Cũng trong nháy mắt kinh động đến đang tại nhắm mắt dưỡng thần dị thú chi vương. Tế đàn có biến nguyên nhân. Sáu con đôi mắt đồng thời mở ra. Ba đầu sáu tay dị thú chi vương, trong nháy mắt cảnh giác lên, vô cùng lo lắng xông vào đến thông hướng không gian dưới đất mật đạo ở trong. Tiếp đó, dễ dàng cho Giang Trần cùng sở vân tiêu đánh một cái chính. Thi tộc dị thú chi vương đầu tiên là sững sờ tiếp đó liền lôi đình ra tay bất luận là loại nào tộc tự tiện xông vào chung yên tế đàn giả giết không tha ầm ầm sáu con đại thủ đồng thời banh ra mỗi một cánh tay lực đạo đều đủ để khai sơn phá thạch bài sơn đảo hải hai đại thi vương không dám đón đỡ nhao nhao đánh trả không gian bình chướng động thổ chi bích nhưng mà bực này trong lúc vội vàng ngưng tụ ra phòng ngự kỹ năng cũng là bị dị thú chi vương dễ dàng đánh tan. Hai đại thi vương cũng nhau nhau thổ huyết. Nửa bước bá chủ cấp. Giang trần cùng sở vân tiêu đều ăn cả kinh. Vạn vạn không nghĩ tới. Dị thú chi vương lại là cường giả loại tầng thứ này. Nhưng khai cung không quay đầu mũi tên. Làm. Hai đại thi vương bật hết hỏa lực. Lĩnh vực bày ra. Không giới không vực. Lĩnh vực bày ra. Vạn tượng thiên kiếp. Tấu chương xong. Chương 235, dị thú chi vương lưỡng đạo lĩnh vực đồng thời bày ra. Giang Trần cùng Sở Vân Tiêu liên thủ, lúc này mới miễn cưỡng đỡ được dị thú chi vương một chiêu này, nhưng cũng là bị từ trong mật đạo đánh bay ra ngoài. Đi tới hoàn thành bầu trời. Mà theo sát phía sau, ba đầu sáu tay dị thú chi vương cũng nổi giận từ dưới đất vọt ra. Thanh âm uy nghiêm vang vọng cả tòa hoàn thành. Chúng tộc người nghe lệnh. Có ngoại địch xâm lấn, nhanh chóng hiệp trợ bản vương, tru sát đột kích. Vương lệnh hạ đạt. Trong khoảnh khắc, cả tòa hoàn thành đột nhiên kinh động hàng trăm hàng ngàn vạn phổ thông tộc nhân sợ hãi không thôi mà từng người từng người mặc áo giáp cầm binh khí dị thú tộc chiến sĩ nhưng là trong nháy mắt thể hiện ra dồi dào đấu trí thậm chí có một chút ngồi lấy thuần phục phi ưng bay đến phía chân trời tạo thành sen vào nhau tinh tế chiến trận đem hai đại thi vương đoàn đoàn bao vây trong lúc nhất thời giang trần cùng sở vân tiêu lâm vào bị động sóng này huyên náo có chút lớn nha không có cách nào đánh đi hai đại thi vương liếc nhau lãnh chúa cấp hậu kỳ thực lực triển lộ ra trong khoảng thời gian này bọn hắn cũng không dậm chân tại chỗ mà là cũng đồng dạng đột nhiên tăng mạnh ta tới chiếu cố ngươi không gian thi vương giang trần tìm tới dị thú chi vương mà thiên tượng thi vương sở vân tiêu nhưng là điều khiển địa phong thủy hỏa lôi ngũ đại nguyên tố cùng trong hoàn thành hơn vạn tên dị thú tộc chiến sĩ đại chiến thiên lôi trời ầm ầm trên hoàn thành khoảng không trong chốc lát gió nổi mây phun mây đen dày đặc từng đạo sáng chói lôi đình đánh xuống. Đem cửi phi ưng dị thú tộc trên không sức mạnh nhau nhau đánh rơi. Nhưng ở trên mặt đất, lại là có một chút dị thú tộc chiến sĩ, không ngừng tại lòng bàn tay bên trong ngưng tụ năng lượng, hóa thành quan đạn, bắn về phía trên không, muốn đem sở vân tiêu đánh rơi. Gió lốc, cuốn, gào thét gió lốc quay quanh ở chung quanh. Không chỉ có chặn lại đánh tới quan đạn, còn hóa thành một đạo vòi rồng, bẻ gãy nghiền nát ở giữa, đem đông đảo trên mặt đất dị thú tộc chiến sĩ cuốn tới trên không bị sóng sờ sờ xé rách. Bàn thạch. Lên. Sở vân tiêu chủ động nhảy vào đến dị thú tộc quân trận ở trong. Mạnh mẽ dậm chân. Cả tòa hoàn thành đất trung núi chuyển. Vô số phòng ốc sụp đổ. Càng có từng đạo sắc bén nham thạch địa thứ đột ngột từ mặt đất mọc lên phá đất mà lên. Đem không thiếu dị thú tộc chiến sĩ đâm xuyên đập cờ hờ kết. A a a a. Phá quân chi thương. Một cái tướng cấp dị thú tộc tướng lĩnh, nắm chặt trường mâu, đâm mà đến. Càng là có một đạo trường long quay quanh bên trên. Sát khí lẫm nhiên. Biển động. Chụp. Sở vân tiêu gặp nguy không loạn, tiếp tục thi triển ngũ đại nguyên tố chi lực, đột nhiên trên trời rơi xuống mưa to, vô số hạt mưa lại hóa thành kinh đào hải lãng. Đánh tan nát trường thương. Càng đem tên này dị thú tộc tướng lĩnh vọt tới không biết nơi nào. Cuối cùng. Dung nham. Đốt cháy A. ầm ầm Giống như núi lửa bộc phát đất đai dưới chân lại đổ nứt ra, vô số dung nham phun ra ngoài, lệnh cả tòa hoàn thành trong nháy mắt hóa thành một cái biển lửa, sinh linh đồ tháng, tử thương vô số. Dị thú tộc hoàn thành thủ vệ quân cũng đồng dạng binh bại như núi đổ. Ngăn cản không nổi đại khai sát giới thiên tượng thi vương. Tự tìm cái cơ hờ kết. Mắt thấy thần dân bị trắng trợn tàn sát. Dị thú chi vương nổi giận. Bỗng nhiên bộc phát. Chính là trực tiếp xé đứt không gian thi vương gian trần không gian xiền xích, đánh nát từng mặt không gian bình chướng, không nhìn những cái kia sắc bén không gian lợi nhận, trực tiếp giết đến trước mặt sở vân tiêu. Tốc độ nhanh. Khác hai đại thi vương cũng không có phản ứng lại. Oanh. Lục quyền đồng thời đập ra. Sở vân tiêu trực tiếp bị oanh bay, toàn thân gân cốt đứt từng khúc, thoi thóp. Hư không hát động. Giang trần sử dụng một trong đòn sát thủ. Từng khỏa nhỏ bé điểm đen bao vây dị thú chi vương, đồng thời đột nhiên hóa thành thôn vệ hết thảy hát động, cường đại lực hút cùng sức cắn nuốt không ngừng lôi xé dị thú chi vương thân thể. Nhưng mà ngay tại dị thú chi vương sắp bị hắc động hoàn toàn thôn vệ lúc một đạo lực lượng thần bí lại là từ dị thú chi vương thể nội bạo phát ra cực độ rét lạnh lại cực độ nóng bỏng trong chốc lát liền đóng băng từng khỏa hắc động lại đem tất cả hắc động toàn bộ đốt cháy thành tro bụi cái gì giang trần lấy làm kinh hãi vội vàng lại lần nữa ra tay khó giải lòng chim từ mức độ nào đó tới nói đây là so hư không hắc động còn muốn càng cường đại hơn sát chiêu nhưng mà tại loại kia cực đoan nóng bỏng lại cực độ rét lạnh lực lượng trước mặt. Vẫn là không hề có tác dụng. Thậm chí liền hư vô mờ mịt không gian bản thân đều bị đông cứng đốt cháy. Loại kia cực kỳ đáng sợ xương diễn chi lực, phản phất là đến từ tầng thứ cao hơn, xuất hiện ở đây chính là tinh khiết giảm chiều không gian đã kích. Ha 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 ha, đây là vị đại nhân kia chúc phúc, các ngươi những người ngoại lai like này, kết cục chú định chỉ có một cái, đó chính là cơ hờ kết. Dị thú chi vương thạch thạch cười to. Nhưng đối diện, Giang Trần mặc dù cảm thấy kinh ngạc, nhưng thủy chung không có thật sự tuyệt vọng. Ngược lại một mực có loại không lo ngại gì sức mạnh. Đối mặt loại tình cảnh này, hắn thấp giọng nói: "Thi hoàng đại nhân, làm phiền ngài ra tay đi." Tiếng nói rơi xuống, một vệt ánh sáng điểm từ trong cơ thể của Giang Trần bay ra, ngay sau đó bắn ra kim hoàng, xanh thẳm, đỏ thẫm ba loại màu sắc, đồng thời dần dần phát họa ra một đạo hư ảo bóng người. Chính là bế quan ở trong thi hoàng khoa trương. Chuẩn xác mà nói, là thi hoàng khoa trương một đạo hình chiếu phân thân nhưng cũng có cùng bản thể một dạng thực lực. Cái gì? Còn có. Lần này, đến phiên dị thú chi vương chấn kinh ngạc. Không nghĩ tới một lớp này kẻ xâm lấn ở trong, lại còn có có thể cùng hắn không phân cao thấp tồn tại. Khoa trương đạo này phân thân, nguyên bản là vì chắc chắn, tận lực tách ra, đồng thời ngủ đông tại trong cơ thể của Giang Trần, vì vậy đối với tiến vào tòa này trung yên cấm địa sau đó hết thảy, khoa trương cũng đều bản thân ôm lại một lần, đối với tình thế vô cùng tin tường cũng bởi vậy không chần chờ chút nào. Trực tiếp đối với dị thú chi vương ra tay. Từng đạo vô hình tinh thần niệm lực, hóa thành kim hoàng lưỡi dao, vô khổng bất nhập, xâm lấn đến ba đầu sáu tay dị thú chi vương trong đầu, từ bên trong ra ngoài bày ra phá hư, phá hủy dị thú chi vương tinh thần. Bất quá! Dị thú chi vương dù sao cũng là nắm giữ ba đầu sáu tay. Một cái đầu lâu chịu ảnh hưởng. Còn có mặt khác hai cái đầu, có thể tiếp tục bảo trì thanh tĩnh. Bởi vậy, dị thú chi vương cùng khoa trương đại chiến khi tộc cường giả thượng của thời đại hai chúng ta tộc từng có khế ước không xâm phạm lẫn nhau chẳng lẽ giờ này ngày này các ngươi muốn trước tiên vi phạm đầu này khế ước sao dị thú chi vương một bên ra tay một bên quát lạnh chất vấn mà khoa trương nhưng là căn bản hoàn toàn không biết gì cả bất quá có thể xác định chính là cái này dị thú chi vương trong miệng thượng của thời đại tuyệt đối cất giấu cái gì kinh thiên đại bí mật thậm chí rất có thể chính là dẫn đến bây giờ lam tinh lâm vào tận thế căn bản nguyên nhân khoa trương cũng không đáp lời ra tay vẫn như cũ cường ngạnh. Lấy lôi đình hóa thành áo giáp, bảo hộ đạo này tương đối mà nói yếu ớt một chút năng lượng thân thể, cùng dị thú chi vương tới một cứng đối cứng. Hoa trương một đường lùi lại, hai chân cày ra hai đạo hẹp dài khe rảnh, vừa mới miễn cưỡng ngừng. Mà dị thú chi vương cũng là một đầu nhập vào đến huy hoàng trong cung điện, chật vật từ trong một đống phế tích leo ra. Mở ra ba đạo huyết bồn đại khẩu. Phun ra hàng khí lạnh như băng cùng ngọn lửa nóng bỏng. Chơi hỏa. Khoa trương búng tay đánh. Lạch cạch hừng hực phần thế thiên hỏa, tại đầu ngón tay chợt bộc phát. Tấu chương xong. Chương 236, Hoàng Cùng Vương Chi Chiến. Thượng cổ bí mật. Tận thế chân tướng. Thượng cổ bí mật. Tận thế chân tướng. Một vòng này giao phong xuống. Khi Hoàng Khoa Trương cùng dị thú chi vương, tự hồ tương xứng. Nhưng trên thực tế. Nhưng vẫn là Khoa Trương muốn càng hơn một bậc. Bài trừ phân thân nguyên nhân, liền cái kia tối trực quan biểu hiện tới nói, Khoa Trương khí tức vẫn như cũ bình ổn, mà dị thú chi vương cái kia được xưng là trung yên chúc phúc xương diễn chi lực, lại là rõ ràng ảm đạm xuống một chút. Hiển nhiên là không địch lại khoa trương phần thế thiên hỏa. Mà dị thú chi vương rất rõ ràng cũng ý thức được điểm này. Trong lúc nhất thời, đối với chính mình rơi vào hạ phong xấu hổ. Cùng đối với trung yên chúc phúc bị vượt trên một con phẫn nộ, đồng thời xông lên đầu. Lệnh tôn này ba đầu sáu tay quái vật khổng lồ, càng thêm giận không kìm được, thề muốn làm khoa trương còn có tất cả người, toàn bộ gấp 10 hoàng trả, huyết tế trung yên mà khoa trương một nhóm cũng rất tò mò vấn đề gì trung yên kết quả thế nào vật dị thú chi vương lập tức thành tính nói đệ cửu trung yên đại nhân chính là chúng ta dị thú tộc đời đời hầu hạ vô thượng chi chủ nắm giữ không thể địch nổi vĩ lực như thế nào các ngươi những con kiến hôi này hạng người có thể biết được sâu kiến khoa trương cười lạnh cái kia bản hòa ngược lại muốn xem xem trong miệng ngươi cái kia cái gọi là đệ cửu trung yên đến tục cùng có thể hay không từ ta con kiến cỏ này trong tay cứu ngươi như thế cái không chịu thua kém nô lệ tiếng nói rơi xuống hoàng cùng vương tái độ đại chiến Vẹn vẹn chỉ là dư ba đều đem trọn tọa hoàn thành phá hủy hầu như không còn dị thú tộc bình dân bách tính cùng binh sĩ tướng lĩnh tại loại này cấp bậc đại chiến trước mặt không có chút nào nhúng tay tư cách thậm chí ngay cả chạy trốn đều khó mà làm đến nhao nhao bị lửa cháy bừng bừng đốt cháy thành tro bị hàng băng đóng băng vỡ vụn lúc này khoa trương âm thanh cũng tại hai đại thi vương trong đầu vang lên đi bạch diên bên kia tuân mệnh Giang Trần cùng Sở Vân Tiêu không chút do dự, quả quyết tuân theo khoa trương mệnh lệnh. Lợi dụng trước đây lưu lại Bạch Diên cùng Ly Ngạo trên người hai người tọa độ không gian, trực tiếp bước nhảy không gian truyền tống đi qua. Nguyên bản vốn đã bị dị thú tộc đại quân đoàn đoàn vây quanh, sắp lâm vào tuyệt cảnh nhân loại đội ngũ, lập tức nên đón cứu tinh, hai đại thi vương ra tay, cho dù là cái kia tối cường sư đầu nhân tướng lĩnh, cũng không là đối thủ. Dị thú tộc quân đội trực tiếp bị thiên về một bên đồ sát. Mà tại hoàn thành phế tích ở trong dị thú chi vương cũng bị khoa trương lại một lần nữa áp chế. Mặc dù cùng là nửa bước bá chủ cấp, nhưng dị thú chi vương thực lực, kỳ thực cũng không tính nhô ra, thậm chí không bằng dung hợp hải thần chi nộ sau Poseidon. Chỉ có điều nắm giữ ba đầu sáu tay, thể phách kinh người, càng thêm kháng đánh, mới có thể một mực chống đến bây giờ. Lại lại một lần bị lôi điện đánh bay sau đó. Dị thú chi vương lần nữa không cam lòng khởi xướng phản kích. Bên trái gió lạnh gào thét, từng cây băng trùy giống như mũi tên trường thương, mưa bom bão đạn đồng dạng bắn về phía khoa trương mà bên tay phải ngọn lửa hừng hực cũng tại điên cuồng lan tràn thiêu đốt nhiệt độ nóng trực thiêu đốt đại địa rạn nứt duy ta lĩnh vực phòng thủ nhưng loại trình độ công kích này cũng là bị khoa trương bằng vào độ cao áp suất tinh thần niệm lực bình yên vô sự ngăn cản xuống cho dù cái kia xương diễm chi lực rõ ràng cao hơn không chỉ một cấp độ nhưng trải qua dị thú chi vương thi triển đi ra sau đó cũng biến thành không còn như vậy siêu phàm thoát tục khoa trương hoàn toàn có năng lực tiếp lấy thậm chí còn có thế bằng vào tinh thần niệm lực, đem số lớn băng sương cùng liệt diễm còn nguyên hoàng trả trở về. Lần nữa đem dị thú chi vương đánh vào phế tích hố to ở trong. Cũng giống như một cọng cỏ cuối cùng đồng dạng, lệnh huy hoàng cung điện triệt để toàn bộ đổ sụp, cho một mồi lửa, hủy hoại chỉ trong chốc lát. Ngoài hoàn thành, cực thiểu số may mắn chạy ra khỏi dị thú tộc nhân, không dám tin nhìn xem vua của bọn hắn, cứ như vậy nằm ở phế tích ở trong. Tính ngưỡng sụp đổ. Không có khả năng. Tuyệt đối không có khả năng ngô vương thế nhưng là đón nhận trung yên đại nhân chúc phúc làm sao lại thua ở trong tay cái kia dị đoan nhất định là giả giết cứu vớt ngô vương quét sạch ngoại địch vì trung yên đại nhân dâng lên trái tim những thứ này dị thú tộc nhân hét lên chính là một lần nữa vọt vào một cái biển lửa tràn đầy đổ nát thê lương hoàn thành phế tích ở trong nhưng hiện thực là tàn khốc khoa trương thậm chí ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn bọn hắn một mắt chỉ đánh một thanh âm vang lên chỉ lạch cạch những cái kia còn thừa không có mấy vị thú tộc nhân liền bỗng nhiên từ trong ra ngoài bắt đầu cháy rừng rực trong chớp mắt ngay tại kêu trên ở trong bị tâm hỏa đốt cháy thành tro cuối cùng khoa trương thi triển ra tam tài luân hồi cho tôn này dị thú chi vương một kích cuối cùng hơn nữa ở tại lâm chung thời điểm tiến hành sư hồn đại lượng đã lãng quên ở tuế nguyệt trường hà bên trong sự thật dần dần một lần nữa bị khoa trương biết được thì ra tại ức vạn năm trước thượng cổ thời đại lam tinh kinh nghiệm đã từng trải qua một vòng vạn tộc xâm lấn chuẩn xác mà nói, là chính đại chủng tộc xuất lĩnh một đám phụ thuộc tộc duệ, muốn đem Lam Tinh chiếm thành của mình, hóa thành mới quy thuộc tinh thần, mà Lam Tinh thượng nhân loại còn có tộc khác loại, thì đều đem hóa thành nô lệ bị tùy y mua bán chi phối. Lam Tinh chúng sinh từ không có khả năng ngồi chờ cơ hờ tết, thúc thủ chịu trói. Kết quả là nhao nhao phấn khởi phản kháng. Lấy nhân tộc cầm đầu. Thành công đánh bại xâm phạm chính đại chủng tộc, hơn nữa đem chính đại chủng tộc người mạnh nhất, phong ấn tại khắp nơi cấm kỵ chi địa, lưu đầy tới Lam Tinh bên ngoài chính đại chủng tộc quy thuộc tộc duệ cũng cơ bản còn thừa lác đác phần lớn cũng giống như dị thú tộc như vậy tại trung yên trong cấm địa kéo dài hơi tàn nhưng vạn tộc chiến tranh mặc dù thắng nhân tộc thậm chí cả tòa lang tinh cũng là tổn thất nặng nề huy hoàng thượng của thời đại trực tiếp luân hãm tất cả cùng thượng của thời đại có liên quan hết thảy đều cơ hồ mai táng ở mênh mông tuế nguyệt ở trong không bị vô tận năm tháng sau đảng sinh mới văn minh biết được chỉ có điều chính đại chủng tộc cũng vẫn giữ có hậu thủ hơn nữa tại vô tận năm tháng sau hôm nay, thành công phát tác, lệnh cả tòa Lam Tinh văn minh hiện đại sụp đổ, tiến nhập hỗn loạn tàn khốc tận thế. Truy cứu bản chất, chính là muốn lợi dụng tận thế tới thay đổi Lam Tinh hoàn cảnh. Đem Lam Tinh điều kiện, trở nên càng thêm thích hợp chính đại chủng tộc, mà bài xích hết thể Lam Tinh bản thổ tộc duệ nhưng cũng có có thể hấp thu năng lượng thiên địa thức tỉnh năng lực nhân loại cùng những sinh linh khác tồn tại. Lúc này mới sinh ra tiến hóa giả, zombie, sinh vật biến dị các loại ở trong tận thế đặc sản. Dưới mắt, Tận thế đối với Lam Tinh ảnh hưởng, đã đủ để khiến thượng cổ thời đại thất bại chính đại chủng tộc ngóc đầu trở lại. Chính đại Trung Yên đem lần lượt khôi phục. Thượng cổ thời đại vạn tộc chiến tranh, cũng sẽ tại thời đại này tiếp tục diễn ra. Mà lần này, Lam Tinh thậm chí muốn so thượng cổ thời đại còn muốn càng thêm thế yếu. Biết được toàn bộ bí mật. Khoa trương thật dài thở ra một hơi. Bả vai đều cảm thấy nặng nề rất nhiều. Hắn quyết định tới trước hoàn thành dưới đất thần bí không gian đi xem một chút bởi vì nơi đó liền phong ấn chính đại chủng tộc chi huyền linh tộc người mạnh nhất, đồng thời cũng là vô cùng cường đại một trong cửu đại trung yên, sương diễm chúa tể. Không gian dưới đất cực kỳ kiên cố. Cũng không vì vừa rồi đại chiến liền sụp đổ sụp đổ. Cái kia từng đạo kiên cố phòng ngự phong cấm pháp trận, vẫn tại duy trì lấy vận chuyển, ngăn cản hết thảy kẻ ngoại lai xâm nhập. Bất quá. Loại thủ đoạn này lại là không làm khó được khoa trương. Vô tận thời gian trôi qua, cho dù là ngày xưa cường giả bày ra tối cường pháp trận, cũng cuối cùng khó mà ngăn cản thời gian ăn mòn, vi năng đã không lớn bằng lúc trước, thậm chí còn xuất hiện một chút sơ hở. Bằng vào tán phát tinh thần niệm lực, Khoa Trương thành công tìm được trận pháp điểm yếu, tiến vào không gian dưới đất ở trong. Tấu chương xong. Chương 237, Cửu Trung Yên Sương diễn chúa tể. Ở vào dưới hoàn thành không gian dưới đất 10 phần rộng lớn, cho dù Khoa Trương vận dụng tinh thần niệm lực phát ra dò xét, cũng giống như một mắt nhìn không thấy bờ. Mà tại cái này lớn như vậy không gian dưới đất ở trong, tối chú mục cũng là duy nhất tồn tại chính là một tòa cực lớn phong ấn tế đàn cái này một tòa phong ấn tế đàn cơ hồ chiếm cứ cả tòa không gian dưới đất diện tích hơn nữa áp dụng ngũ sắc thổ phong xây mà thành phía trên hoàng khắc ấn có rậm rạp chằng chịt phù văn phát họa sắp xếp thành từng tòa thượng cổ đại trận hiển nhiên là muốn đem cái kia cấm kỵ tồn tại vĩnh viễn phong ấn tại tòa tế đàn này phía dưới vĩnh viễn không lại xuất hiện mặt trời thời điểm mà cái kia bị phong ấn cấm kỵ tồn tại chính là một trong cửu đại trung yên sương diễn chúa tể chính đại trung yên cũng là tại thiên tai cấp phía trên tồn tại nếu là ra tay toàn lực thậm chí có thể trực tiếp đánh nát một ngôi sao tại thượng của thời kỳ đã từng cho lam tinh giáng xuống vô số tai họa mà sương diễm chúa tể người cũng như tên năng lực của hắn chính là trưởng thống băng sương cùng hỏa diễm nhưng cũng không phải phàm tục bên trong băng sương cùng hỏa diễm mà là đại biểu cho cực nhiệt cùng cực lạnh hai loại cực đoan nhất sức mạnh ngay cả không gian đều có thể bị đóng băng đốt cháy ngày xưa sương diễm chúa tể xem như thứ nhất bị phong ấn trung yên tại bị phong ấn trước đây phản kháng liền đóng băng hơn phân nửa khỏa lam tinh, mà đem một nửa khác lam tinh đốt cháy trở thành hoang vu. Nếu không phải nhân tộc ở trong cũng có ngang cấp cường giả ra tay. Chỉ sợ lam tinh đã sớm bị hủy diệt. Mà bây giờ, sương diễn chúa tể liền bị phong ấn ở tòa tế đàn này phía dưới. Hàng triệu triệu năm ở giữa, trên tế đàn phong ấn không chỉ có duy trì lấy đối với sương diễn chúa tể, hơn nữa cũng tại mỗi thời mỗi khắc tiêu khiển thực lực của hắn. Bây giờ, dưới tế đàn sương diễn chúa tể, đã từ trung yên cấp độ rơi xuống, cụ thể thực lực còn không biết được, nhưng chắc chắn không cách nào lại giống thượng cổ thời đại như vậy, nhất lên kinh thiên hoác loạn, lệnh sinh linh đồ tháng. Bất quá! Chính đại trung yên sinh mệnh lực đều cực kỳ ương ngạnh. Mặc dù bây giờ thực lực có thể sẽ trên phạm vi lớn suy yếu, chỉ khi nào để cho bọn hắn phá phong mà ra, một lần nữa quay về thế giới hiện thực, như vậy cũng sẽ khôi phục rất nhanh tới đỉnh phong thời kỳ sức chiến đấu, một lần nữa lệnh cả viên tinh cầu xa vào đến tuyệt vọng ở trong. Cũng chính bởi vì như thế. Xem như quy thuộc tộc duệ dị thú tộc, mới có thể một mực kiên nhẫn không bỏ kiên trì phá hư tế đàn phong ấn, muốn đem bọn hắn tín ngưỡng hầu hạ chúa tể đại nhân, phóng xuất ra, một lần nữa dẫn dắt bọn hắn công phá Lam Tinh. Bất quá bởi vì nhân tộc tiên hiền phong ấn cường hoành. Cho nên cho tới hôm nay, dị thú tộc cũng từ đầu đến cuối không thể có bao nhiêu đột phá. Trấn áp xương diễm chúa tể phong ấn, cũng vẫn như cũ coi như củng cố. Chỉ có điều, xương diễm chúa tể cũng có thể hoặc nhiều hoặc ít đối với ngoại giới tình huống có cảm giác biết, cũng tỷ như vừa rồi cái kia một hồi tại trong hoàn thành bộc phát đại chiến, sương diễm chúa tể liền tuyệt đối đã biết được. Mà khoa trương sở dĩ chắc chắn như thế. Thứ yếu nguyên nhân là hắn từ dị thú chi vương nơi đó nắm giữ một chút liên quan tới thượng cổ thời đại bí mật. Mà nguyên nhân chủ yếu. Nhưng là sương diễm chúa tể thế mà hiển hóa ra một đạo hình chiếu, cứ như vậy đường hoàng đứng ở tế đàn trung ương, cùng khoa trương tương đối mà xem, ánh mắt thâm thúy, đồng thời còn giấu dến cao ngạo. Thậm chí một lời nhân tiện nói ra khoa trương nội tình từ nhân tộc chuyển hóa mà thành thi tộc, hơn nữa lại còn có thể tiến hóa triệt để như vậy, là thật hiếm thấy, người trẻ tuổi, người rất có thiên phú, cũng khó trách có thể thay bản tôn thanh ly mất những cái kia vô dụng sâu kiến. Khoa trương thờ ơ. Đáp lễ nói. Bản hoàng thực lực bản hoàng chính mình tin tường. Ngược lại là sương diễm chúa tể ngươi, cũng không cần ở đây ra vẻ cao thâm. Mặc dù ngươi có thể hiển hóa ra đạo này hình chiếu thân, nhưng đạo này hình chiếu thân lại là không có bất kỳ cái gì thực lực, căn bản không thể đối với ta cấu thành bất cứ uy hiếp bờ gì, bản thể của ngươi nhưng vẫn bị trấn áp tại cái này một tòa dưới tế đàn, chỉ cần ta không phá hư trên tế đàn minh văn, ngươi liền tuyệt đối không có khả năng có lại thấy ánh mặt trời một khắc này. Ha ha ha, hậu sinh khả uy. Sương diễm chúa tể khạch khạch nở nụ cười. Không tệ, bản tôn bản thể đích xác không cách nào sấn thác đáng cơ hờ kết phong ấn, thế nhưng chỉ là bây giờ, không có nghĩa là về sau cũng không thể nào, trước kia cái kia lão quỷ mặc dù phong ấn lại bản tôn, nhưng cũng bồi lên mình tính mệnh lại vẫn là không cách nào triệt để đem bản tôn diệt sát, bản tôn thân là một trong cửu đại trung yên, sớm muộn cũng có một ngày có thể phá phong mà ra, mà tới được khi đó, chính là các ngươi những con kiến hôi này tử kỳ. Đã ngươi tự tin như vậy, cần gì phải từ một nơi bí mật gần đó thi triển những cái kia không thấy được ánh sáng thủ đoạn. Khoa trương tinh thần niệm lực chợt bộc phát, hóa thành gào thét bảo tắc tinh thần. Trực tiếp đem sương diễn chúa tể cái kia mấy đạo muốn xâm lớn trong đầu quỷ dị niệm lực khu trục tiêu tan. Đồng thời trực tiếp đâm xuyên âm mưu của hắn. Ngươi mới vừa nói những lời này, đơn giản chỉ là muốn phân tán bản hoàng lực chú y, thay đổi một cách vô tri vô giác đối với bổn hoàng cấu thành ảnh hưởng, đem bản hoàng biến thành một bộ có thể mặc cho ngươi điều khiển khôi lỗi, phá hủy đi những phù văn kia, phá vỡ phong ấn như ngươi trùng hoạch tự do, bất quá ngựa ngùng, tại tinh thần niệm lực phương diện, bản hoàng cũng là người trong nghề, ngươi những cái kia thủ đoạn nhỏ không làm gì được ta. Trong chớp mắt, khi hoàng khoa trương cùng sương diễm chúa tể trong bóng tối đã giao phong nhiều lần. Khoa Trương cùng Sương Diễm chúa tể ở giữa như cũ có cực lớn thực lực sai biệt, bởi vậy tuyệt không có khả năng phá vỡ phong ấn, khai thác thủ đoạn bạo lực trực tiếp đem hắn tiêu diệt, chỉ có thể tiếp tục duy trì hiện trạng, thẳng đến thực lực chính thức vượt qua đối thủ, lại đến triệt để đem cái này một tôn tai họa ngầm xóa đi. Mà Sương Diễm chúa tể nhưng là dự định khống chế Khoa Trương, để cho Khoa Trương chủ động phá đi nơi này phong ấn, từ đó đem chính mình sớm giải phóng ra ngoài, triệt để phá hủy đi Lam Tinh hết thảy, đem Lam Tinh hóa thành thuộc về riêng mình hắn quy thuộc tinh thần, nô dịch Lam Tinh thượng toàn bộ sinh linh chỉ có điều thủ đoạn này cũng không có thế có hiệu quả. Dưới mắt, thế cục cứ như vậy bắt đầu dằn co. Khoa trương cũng không tính ở đây lưu lại nữa, dứt khoát quay người rời đi. Lưu cho sương diễn chúa tể một cái bóng lưng tiêu sái. Thậm chí còn tại trước khi rời đi, vận dụng tinh thần niệm lực, đem cái kia mấy đạo bởi vì tuế nguyệt ăn mòn còn có chút giãn ra trận pháp thiếu sót, đền bù một chút, khiến cho cả tòa tế đàn phong ấn càng kiên cố hơn một chút, có thể đủ nhiều phong ấn sương diễn chúa tể một đoạn thời gian một cử động kia lập tức đem sương diễn chúa tể tức giận hết cỡ. Nhưng cũng không biểu lộ ra. Mà là như cũ tiếp tục ngủ đông. Móng tay cốt như thế một khối nhỏ phong ấn thì có ích lợi gì. Chân chính cực lớn thiếu sót, thế nhưng là tiềm ẩn ở tòa này tế đàn chỗ sâu nhất, mà không bao lâu nữa, bản tôn liền có thể đánh vỡ cái này một thiếu sót, trùng hoạch tự do. Tới khi đó, một ngôi sao này, đem vĩnh viễn không thời gian xoay sở. Kiệt kiệt kiệt. Rời đi không gian dưới đất. Khoa trương không quên cảm thảo trừ căng đem hoàn thành phụ cận tất cả chạy trốn dị thú tộc nhân, toàn bộ từng cái gạt bỏ, không có để lại một người sống. Tiếp đó liền đã đến gian trần một nhóm chỗ. Giờ này khắc này. Tại hai đại thi vương dưới sự giúp đỡ. Nhân loại đội ngũ cũng thành công ngược gió lật bàn. Mà theo khoa trương xuất hiện, hạ thành căn cứ khu cùng đang dương căn cứ khu nhân mã, nhau nhau cảnh giác tới cực điểm, chỉ sợ sau một khắc tôn này có bi danh hiển hách thi hoàng, liền đem đối bọn hắn đại khai sát giới. Tấu chương xong. Chương 238, tấn thăng. Bá chủ cấp. Bá chủ cấp. Nhưng trên thực tế, khoa trương đối với những người này không có hứng thú chút nào. Dặn dò Giang Trần cùng sở vân tiêu vài câu sau đó, đạo này phân thân liền trực tiếp tiêu tan, mà bám vào tại trên phân thân ý thức, cũng trở về đang bế quan bản thể. Hết thảy trạng thái đều về tới đỉnh phong. Khoa trương chính thức đối với bá chủ cấp triển khai xung kích. Trong chốc lát, cả tòa hồng ngay cả thành phố năng lượng, đều bị liên tục không ngừng dẫn dắt đến khoa trương chung quanh thậm chí tạo thành huy hoàng cơn bão năng lượng biệt thự đã không cách nào lại xem như bế quan nơi chốn khoa trương đi thẳng tới trên không tùy y vô cùng vô tận năng lượng không ngừng quán chú với bản thân thể nội mà tại trong năng lượng hạch tâm một loại so lĩnh vực còn muốn cao cấp hơn sức mạnh đang tại từng chút một ngưng tụ ra kỳ danh là áo nghĩa áo nghĩa chính là tấn thăng bá chủ cấp khâu trọng yếu nhất liền như là lĩnh vực với lãnh chúa cấp đồng dạng vô cùng trọng yếu. Càng là lĩnh vực thêm một bước thăng hoa. Lại một lần nữa đem sức mạnh từ rộng rãi phóng xạ tập trung trở về tự thân, thôi động tự thân hướng về tầng thứ cao hơn tiến hóa, đạt tới một cái sinh mệnh giai đoạn bay vọt. Nói như vậy, có bao nhiêu lĩnh vực liền sẽ ngưng tụ ra bao nhiêu loại áo nghĩa. Khoa trương nắm giữ tam trọng lĩnh vực. Ngưng tụ ra áo nghĩa, tự nhiên cũng sẽ có ba loại. Đầu tiên chính là loại thứ nhất áo nghĩa. Lĩnh vực bày ra, duy ta lĩnh vực. Đầu tiên là mở ra lĩnh vực, tiếp đó đem lĩnh vực chi lực không ngừng hướng năng lượng hạch tâm bên trong áp suất, mãi đến hoàn toàn biến mất không thấy, cùng năng lượng hạch tâm hoàn toàn dung hợp. Mà liền tại dung hợp đạt thành trong nháy mắt. Áo nghĩa liền lột xác đi ra. Một khỏa màu vàng kim áo nghĩa chi chủng, liền tại trong năng lượng hạch tâm mọc rễ nảy mầm, càng là lệnh khoa trương nắm giữ tinh thần niệm lực cường hãn không biết bao nhiêu, khen y đặt nên đón bay vọt về chất. Oanh! Kim quang chiếu rọi thiên khung. Giờ khắc này. Khoa trương chính thức tấn thăng bá chủ cấp nhưng lúc này mới vẻn vẹn chỉ là một cái bắt đầu, còn có hai trọng càng cường đại hơn áo nghĩa, như cũ đang đợi ngưng kết, đồng thời chuẩn bị cho dư khoa trương mới thuế biến. Mà khoa trương cũng tiếp tục làm từng bước. Lĩnh vực bày ra. Lôi đình lĩnh vực. Lĩnh vực bày ra. Phần thế thiên hỏa. Theo còn lại hai trọng lĩnh vực bày ra cùng áp súc, cuối cùng hai đạo áo nghĩa cũng là thuận lợi ngưng tụ ra, đồng dạng cắm rễ ở năng lượng hạch tâm bên trong. Bây giờ, khoa trương lồng ngực ở trong. Khiêu động năng lượng hạch tâm bên trong, kim hoàng xanh thẳm đỏ thẩm ba viên màu sắc hoàn toàn khác biệt áo nghĩa chi chủng thật sâu cắm rễ đồng thời phóng xuất ra liên tục không ngừng năng lượng tràn đầy toàn thân lĩnh vực mặc dù đã tiêu thất nhưng cũng ở khắp mọi nơi chỉ cần khoa trương nghĩ trong lúc giơ tay nhất chân liền có thể bột phát ra xa mạnh cùng lực lượng lĩnh vực đây chính là bá chủ cấp thực lực sao hoàn toàn như trước đây cảm tháng khoa trương đồng thời điều ra chính mình bí mật lớn nhất tiến hóa mặt ngoài túc chủ trương dương chủng tộc, thi tộc. Tiềm lực, thiên tai cấp, từ thấp đến cao theo thứ tự vì loại bình thường, tinh anh cấp, lãnh chúa cấp, bá chủ cấp, quân vương cấp, địa ngục cấp, thiên tai cấp. Đẳng cấp, bá chủ cấp sơ kỳ. Thiên phú. Thông vệ, có thể thôn vệ huyết nhục hoặc những bảo vật khác, hấp thu năng lượng, đề thăng đẳng cấp, nhận được dị năng. Vương giả tiềm năng, có thể thu phục đồng thời chi phối không cao tại tự thân đẳng cấp số lượng nhất định zombie. Thi vương chúc phúc, xem như zombie bên trong vương giả, nhất thiết phải có thế che lấp thuộc hạ, nhưng chủ động tiêu hao tinh lực, hóa thành tinh thuần năng lượng bản nguyên, vì đuổi theo thuộc hạ hạ xuống phúc phận, bao quát nhưng không giới hạn trong chữa trị thuộc hạ thương thế, đề thăng thuộc hạ tiềm lực, khai phát thuộc hạ thiên phú. Thi vương bất diệt, xem như zombie bi bên trong vương giả, nhất thiết phải nắm giữ bất tử chi thân, cho dù là bị phá hư thân thể, chỉ cần còn có một giọt máu tồn tại, liền có thể có tích huyết trùng sinh, coi như thân thể triệt để phai mờ, cũng có thể bằng vào cường đại linh hồn tự do giữa thiên địa, thậm chí tiến hành đoạt xá trùng sinh dị năng siêu tinh thần niệm lực siêu lôi đình chúa tể siêu phần thế thiên hỏa áo nghĩa duy ta áo nghĩa tại trên duy ta lĩnh vực thêm một bước thăng cấp đối với tinh thần niệm lực trưởng khống cùng vận dụng đạt đến cảnh giới toàn mới thoát khỏi lĩnh vực tính hạn chế thăng hoa vì áo nghĩa lôi đình áo nghĩa tại trên lôi đình lĩnh vực thêm một bước thăng cấp đối với lôi đình chi lực trưởng khống cùng vận dụng đạt đến cảnh giới toàn mới thoát khỏi lĩnh vực tính hạn chế thăng hoa vì áo nghĩa phần thế áo nghĩa tại trên phần thế thiên hỏa thêm một bước thăng cấp, đối với phần thế thiên hỏa trưởng khống cùng vận dụng, đạt đến cảnh giới toàn mới, thoát khỏi lĩnh vực tính hạn chế, thăng hoa vì áo nghĩa. Hiện nay, liên quan tới tận thế buông xuống chân tướng cùng thời kỳ thượng cổ đại chiến. Khoa trương đã có biết, nhưng Duy chỉ có liên quan tới cái này một tấm tiến hóa mặt ngoài, hắn nhưng như cũ hoàn toàn không biết gì cả. Vì cái gì tiến hóa mặt ngoài chọn chính mình làm túc chủ? Tiến hóa mặt ngoài đến tột cùng là độc lập tồn tại, vẫn là có người chế tạo mà ra nếu như thật sự có phía sau màn đẩy tay tồn tại như vậy mục đích của hắn lại đến tột cùng là cái gì những thứ này nghi hoặc khoa trương tạm thời không chiếm được giải đáp bất quá dưới mắt ngược lại là có một cái phương pháp có thể giảm ra một chút góp nhặt áp lực a à, đã có ba giờ không giết người cũng nên hoạt động một chút thể cốt duỗi lưng một cái khoa trương tự lẩm bẩm một câu mà tại xa xôi trên biển ba đạo khí tức thâm thúy thân ảnh lại là chợt ngừng phi hành động tác cổ khí tức này tuyệt đối là bá chủ cấp. Chẳng lẽ cái kia thi hoàng lại một lần nữa tấn thăng? Không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, lần này đi về trước, chờ hỏi dò rõ ràng tình báo lại đến động thủ, nếu như thực sự không được, vậy cũng chỉ có thể đi tìm ma tộc xuất thủ tương trợ. Nói chuyện ba người, đều là quần áo hoa lệ. Trong đó một cái nam tử trung niên, toàn thân tản ra mạnh mẽ lôi đình chi lực, chính là thần đình tam đại chủ thần một trong, thần chủ Zeus. Ở giữa râu tóc bạc phơ lão đầu, khí tức đồng dạng hùng hậu, hơn nữa càng thêm thần thánh là thần đình tam đại chủ thần một trong thần vương Odin. Mà tại bên phải nhất, đồng thời cũng là trẻ tuổi nhất một cái, biểu hiện lại là chững chặt nhất thành thục, chính là vị cuối cùng chủ thần, cha xứ gai. Một mực thần long thấy đầu mà không thấy đuôi tam đại chủ thần, nhận được thần đình chúng thần truyền tin, biết được thần đình chúng thần tử thương hơn phân nữa, thậm chí ngay cả sinh điện tập đoàn đều tràn ngập nguy hiểm, nhất định phải từ bọn hắn tự mình ra tay, mới có thể đem cái kia kẻ cầm đầu triệt để diệt trừ. Nguyên bản toàn bộ cũng đã đạt đến nửa bước bá chủ cấp đỉnh phong tam đại chủ thần. Cũng vì quá đem việc này không coi vào đâu. Mặc dù nhất trí quyết định ra tay, nhưng càng nhiều vẫn là đối với thần đình chư thần vô năng cảm thấy tức giận. Nhưng mà, bây giờ thi hoàng khoa trương chính thức tấn thăng bá chủ cấp ba động, một đường lan tràn tới trên biển, bị tam đại chủ thần cảm giác bén nhạy đến. Giờ khắc này. Tam đại chủ thần đối với thi hoàng khoa trương thái độ cũng nên đón 180 độ bước ngoặt lớn. Từ hơi xem trọng đã biến thành có chút không dám đối đầu. Dù sao, không có ai so với bọn hắn càng hiểu rõ bá chủ cấp rốt cuộc có bao nhiêu cường đại. Dù sao trước đây, chính là một tôn bá chủ cấp ma tộc cường giả tìm tới cửa, mới có về sau thần đình, thậm chí là sinh điện tập đoàn sinh ra. Tấu chương xong. Chương 239, nguyên nhân gây ra. Mấy chục năm trước, lúc kia, Tam đại chủ thần còn chẳng qua là nhân loại bình thường. Mặc dù đã trở thành tập đoàn đa quốc gia kẻ độc tài, đương thời đại quốc kẻ thống trị lại có lẽ là cổ xưa nhất gia tộc tộc trưởng, nhưng Thủy Chung không cam tâm lấy thân phận nhân loại thọ hết cơ hờ, tết già. Âm thầm sáng lập sinh điện tập đoàn tiền kỳ hình thức ban đầu tổ chức. Lấy đủ loại phi pháp hắc ám thủ đoạn, tới tìm kiếm có thể khiến người trường sinh bất lão phương pháp. Đã từng một trận có chỗ tiến triển. Nghiên cứu ra có thể khiến người quay về thanh xuân dược vật. Nhưng tác dụng phụ cũng là 10 phần kinh khủng, cuối cùng cũng bị nhận định là không cách nào sử dụng hàng thất bại, bị quăng vào thùng rác mà liền tại tam đại chủ thần lâm vào đang lúc tuyệt vọng. Bỗng dưng một ngày, một cái thần bí thân ảnh, lại là đột nhiên tìm được bọn hắn. Nhân loại ngu xuẩn u, các ngươi cái kia được xưng là khoa học kỹ thuật tiểu thông minh, đích xác có chút y tứ, nhưng chỉ bằng loại thủ đoạn này liền nghĩ nhìn trộm trường sinh áo nghĩa, có phần cũng quá ý nghĩ hảo huyền. Thân ảnh thần bí này, thấy không rõ chân dung, toàn thân đều bị màu tím đen ma ba khí bao khỏa. Vẫn là nhân loại bình thường tam đại chủ thần, nhìn thấy thân ảnh thần bí này, trong khoảnh khắc cảm giác thế giới quan của bản thân đều tại đây khắc triệt để sụp đổ. Ngươi! Đến tột cùng là ai? Chẳng lẽ ngươi có thể làm chúng ta trường sinh phương pháp? Bất luận cái gì đại giới, chúng ta đều nguyện y thanh toán. Tại trước mặt hấp dẫn cực lớn, tam đại chủ thần không chút do dự liền từ bỏ cơ hồ hết thảy ranh giới cuối cùng, quỳ rạp xuống đạo này thần bí thân ảnh dưới chân, đã biến thành hèn mọn nhất sâu kiến, tôi tớ, chỉ cầu có thể có được như vậy một tia không đáng kể ân từ. Loại này chó vẫy đuôi mừng chủ thấp tới cực điểm thái độ, lệnh đạo này thần bí thân ảnh hết sức vui mừng. Kiệt kiệt kiệt, rất tốt. Vậy bản tôn liền ban cho ngươi nhóm, thực lực chân chính. Nói xong. Đạo này thần bí thân ảnh liền giơ tay lên, từng đạo đen như mực ma khí, dần dần chuyển biến trở thành thuần túy nhất năng lượng, dung nhập vào tam đại chủ thần thể nội. Đột nhiên, liền lệnh tam đại chủ thần có lãnh chúa cấp thực lực. Đây hết thảy giống như thần dấu vết. Có sức mạnh tam đại chủ thần, không kịp chờ đợi thảo thí, trực tiếp dưới đáy biển đã dẫn phát một hồi to lớn biển khơi thực chất chấn động. Mà đạo này thần bí thân ảnh, cũng lộ ra ngay hắn chân chính thân phận. Ma tộc. Thời kỳ thượng cổ sâm lớn lam tinh một trong cửu đại chủng tộc. Mà đạo thân ảnh này, nhưng là may mắn thoát đi phong ấn không gian một cái ma tộc cường giả, luyện ngục ma tôn. Luyện ngục ma tôn cho tam đại chủ thần ra lệnh. Các ngươi tất nhiên đã vào ta ma tộc dưới trướng, coi như vì ma tộc tận chức tận trách, cúc cung tận tụy. Nếu là có thể xuất lĩnh cả tòa lam tinh đi nương nhờ ma tộc, như vậy đem ngôi sao này phong thưởng cho các ngươi, đối với chúng ta ma tộc tới nói, cũng là việc rất nhỏ. Cứ như vậy, tam đại chủ thần liền dựa theo luyện ngục ma tôn ý chí hành động. Bọn hắn lựa chọn tìm phục tại chỗ tối. Đồng thời từ thế giới lưu truyền rất nhiều gia tăng ở trong, lựa chọn tam đại chí cao thần danh hào, tới xem như chính mình xưng hô, bởi vậy thành lập nên thần đình. Đồng thời lôi kéo tới các bảy vị hoặc là có địa vị trọng yếu, hoặc có năng lực đặc biệt người. Thêm một bước cập đủ bảy đại thần đình chúng thần. Tiếp đó, thần đình thập đại thành viên, liền hội tụ người dưới tay mạch cùng tài nguyên, thành lập một cái nửa sáng nửa tối loại cực lớn xuyên quốc gia tổ chức, sinh điện tập đoàn. Vừa tiếp tục lợi dụng khoa kỹ sức mạnh, tiến hành đủ loại đủ kiểu sinh vật thí nghiệm, tranh thủ có thể cải tạo bồi dưỡng ra sinh vật hùng mạnh binh khí. Một bên nhưng là âm thầm thẩm thấu các đại quốc độ. Trong lúc đó mặc dù xảy ra một chút tiểu nhân khó khăn trắc trở hoặc ngoài y muốn, nhưng trên tổng thể vẫn tại làm từng bước tiến hành. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, ước chừng trăm năm sau sinh điện tập đoàn liền có thể triệt để trưởng khống cả viên lam tinh thượng tất cả quốc độ cùng thế lực tiếp đó xuất lĩnh cả viên lam tinh đi nương nhờ ma tộc dưới trướng chỉ có điều kế hoạch vĩnh viễn không đuổi kịp biến hóa theo tận thế đột nhiên buông xuống sinh điện tập đoàn kế hoạch bị triệt để xáo trộn đồng thời cũng bại lộ ở thế nhân trong mắt trở thành bị truy nã quét sạch đối tượng nhưng tận thế kịch biến hoàn cảnh bao quát tràn đầy năng lượng thiên địa cùng nắm giữ đủ loại năng lực tiến hóa giả cùng với sinh vật biến dị nhưng cũng lệnh sinh điện tập đoàn thậm chí thần đình nghiên cứu giống như là mở khí ni gia tốc đột nhiên tăng mạnh. Ngay cả thần đình chúng thần thực lực cũng là giống cưỡi tên lửa tựa như cực tốc kéo lên, nhau nhau đột phá đến lãnh chúa cấp. Dựa theo dạng này thế, sinh điện tập đoàn cùng thần đình phát triển, vẫn như cũ xa xa dẫn đầu tại cả viên Lam Tinh. Như cũ có thể nhẹ nhõm thành lập được thống trị Lam Tinh trật tự mới. Nhưng mà, theo tận thế cùng nhau mà đến, còn có biến số lớn nhất, thi hoàng khoa trương cái này sinh điện nội bộ tập đoàn phe phái tranh đấu mà may mắn còn sống sót dư nghiệt, chẳng biết tại sao, tốc độ tiến hóa thậm chí muốn so thần đình chư thần đều càng nhanh, trực tiếp phát sau mà đến trước đường rẽ vượt qua, đem thần đình xa xa bỏ lại đằng sau. Đến mức không chỉ có từng tòa phòng thí nghiệm, sở nghiên cứu bị hắn phá hủy. Thậm chí liền cao cao tại thượng thần đình chúng thần, đều liên tiếp vẫn lạc tại thi hoàng khoa trương trong tay, trở thành thần đình duy nhất không cách nào tiêu diệt uy hiếp trí mạng địch nhân. Nhất thất túc thành thiên cổ hận không nghĩ tới bé nhất không đáng nói đến sơ sẩy ngược lại ủ thành thần đình hiện nay tuyệt cảnh chẳng lẽ cái này thi hoàng khoa trương vẫn là trong tiểu thuyết những cái kia ứng kiếp mà thành khí vận chi tử hay sao cha xứ gai nửa đùa nửa thật khí vận chi tử tại trước mặt ma tộc hết thảy chống cự cũng là phí công chỉ có giống chúng ta chủ động đi nương nhờ ma tộc mới có thể thu được một chút hy vọng sống thần chủ dơ Uskid mũi coi thường chỉ có thần vương odin lâm vào do dự bá chủ cấp đã vượt qua chúng ta ứng đối phạm vi muốn hay không đi xin ý kiến một chút ma tôn đại nhân. Nhưng mà không đợi mặt khác hai đại chủ thần đáp lời, một thanh âm lại là vượt lên trước trả lời thần vương Odin. A, à. ma tôn đại nhân, nếu không thì ngươi gọi hắn ra đây. Vừa vặn bản hoàng cũng nghĩ gặp một lần cái này ma tộc dư nghiệt. Người nào? Tam đại chủ thần lập tức cả kinh. Lập tức liền nhìn thấy một thân ảnh từ trên trời giáng xuống, trong thoáng chốc liền cùng trước kia buông xuống tại trước mặt bọn hắn luyện ngục ma tôn giống nhau như đúc chỉ có điều lần này xuất hiện là thi hoàng khoa trương. Thi hoàng khoa trương. Tam đại chủ thần không chút do dự. Tại nhìn thấy khoa trương buông xuống sau một khắc, liền quả quyết toàn lực đánh ra, phát ra công kích mạnh nhất. Bởi vì bọn hắn biết. Vị này thi hoàng khoa trương cũng tuyệt đối sẽ không đối bọn hắn chút nào nhân từ. Đại địa chi lực. Hoàng vũ lôi đình. Thần y quan huy. Cha xứ gai đại địa chi lực gia thân, đột nhiên lực lớn vô cùng, phản phất có thể đem đại địa đều vỡ ra tới, hướng về khoa trương oanh ra trọng quyền thần chủ Zeus nhưng là vẫy tay, mạnh hơn xa lôi thần tho kim sắc thần lôi hóa thành một đạo thiểm điện trường mâu, đồng dạng lao vùng vụt mà ra. Cuối cùng, thần vương Odin quyền trượng trong tay giơ lên cao cao, tản mát ra vạn trượng quan huy, cực độ rực rỡ, thần y quan huy chỗ chiếu chỗ vạn vật tan rã. Đối mặt tam đại chủ thần sát chiêu. Khoa trương nhưng như củ vân đạm phong kinh. Có lẽ phía trước hắn còn có thể cảm thấy ngưng trọng, nhưng tấn thăng đến bá chủ cấp sau đó, loại tầng thứ này công kích, hắn chỉ có thể cảm thấy vô vị. Duy ta áo nghĩa, ngôn xuất pháp tùy, tán. Tấu chương xong. Chương 240, chư thần hoàng hôn. Ngôn xuất pháp tùy. Đối với trước đây khoa trương tới nói, loại năng lực này chỉ có thể tại lĩnh vực bên trong miễn cưỡng tiến hành đơn giản một chút thao tác, thường dùng nhất tại hóa giải mất công kích của địch nhân. Mà bây giờ, mặc dù khoảng cách đúng nghĩa ngôn xuất pháp tùy, như cũ có nhất định khoảng cách. Nhưng đó là có thể thoát ly lĩnh vực công cùng xiên xích. Tùy thời tùy chỗ phát động. Cũng tỷ như bây giờ theo khoa trương mở miệng nói ra một tiếng tán tinh thần niệm lực liền phô thiên cái địa gào thét mà ra trực tiếp đem tam đại chủ thần sát chiêu bao khỏa đồng thời nhanh chóng tan rã tiêu trừ cho vô hình hùng hồn đại địa chi lực bị đánh tan lôi đình trường mâu bị chôn vùi thần y quang huy cũng bị tinh thần niệm lực xóa đi tam đại chủ thần cũng bị tinh thần niệm lực đánh bay nhập vào đến trong biển cũng không thò đầu ra mà là trực tiếp trốn vào đáy biển muốn chùn mất bởi vì từ vừa rồi một lần kia giao phong liền có thể biết được, đối mặt tấn thăng bá chủ cấp thi hoàng khoa trương, bọn hắn thậm chí ngay cả một chiêu đều không chịu đựng được, lưu lại liều mạng chỉ có thể cơ hờ, tết, chỉ có bây giờ liền trốn mới có thể khiến cho một tia mong manh sinh cơ. Khoa trương tự nhiên sẽ hiểu tam đại chủ thần mượn vừa rồi dư ba bỏ trốn mất dạng. Nhưng hắn cũng không nóng nảy, mà là chậm rãi trên không trung dạo bước. Duy trì một cái không gần không xa khoảng cách, từ đầu đến cuối đi theo tam đại chủ thần sau lưng. Cho dù tam đại chủ thần chia ra chạy trốn, Khoa trương cũng trong nháy mắt chia ra thành ba đạo phân thân, riêng phần mình đi theo một cái, tiếp tục cho bọn hắn mang đến như bóng với hình sợ hãi. Đáng cơ hờ kết. Như thế nào liền phân thân đều quỷ dị như vậy khó chơi, tiếp tục như vậy căn bản không bỏ rơi được, ở trên biển cũng không cách nào hấp thu lực lượng của đại địa. Cha xứ gai liếu lưỡi. Dứt khoát thay đổi phương hướng. Cực tốc bay đến Nam Úc Đại Lục. Khi rơi xuống cả vùng đất trong nháy mắt, bàn bạc đại địa chi lực lại một lần nữa tràn vào đến cha xứ gai thể nội lệnh cha xứ gai thực lực đạt đến bá chủ cấp phía dưới điểm cao nhất đột nhiên quay người hướng về đuổi theo sau lưng khoa trương chính là phóng xuất ra trăm ngàn đạo hùng hậu tia năng lượng hóa thành đầy trời quan vũ đánh ra điêu trùng tiểu kỹ khoa trương búng tay đánh từng sợi tinh thần niệm lực cũng gào thét mà ra không chỉ có ngăn cản những cái kia bay tới đại địa chi lực trùng sáng càng là còn có càng nhiều tinh thần niệm lực giống như mũi tên đồng dạng hướng về cha xứ gai bắn nhanh mà đi, quán xuyên cha xứ gai thân thể. A a a a. Cha xứ gai kêu thảm. Nhưng càng nhiều hơn chính là không dám tin. Làm sao có thể, người mặc dù là bá chủ cấp, nhưng chỉ bất quá là một đạo phân thân, làm sao có thể nắm giữ bá chủ cấp toàn bộ thực lực. Ngượng ngùng, bản hoàng nắm giữ tam trọng áo nghĩa. Khoa trương hời hợt cấp ra giải đáp, xem như lòng từ bi để cha xứ gai, làm quỷ minh bạch, sẽ không cờ hờ, kết không minh bạch, cờ hờ, kết không nhắm mắt. Tam trọng áo nghĩa nhưng đáp án này lại là càng thêm lệnh cha xứ gai xa vào đến điên cuồng ở trong. Chúng ta vô tận thủ đoạn, đều chậm chạp không cách nào đột phá tầng kia bích chướng, không cách nào ngưng tụ ra áo nghĩa, ngươi vì cái gì có thể ngưng tụ ra tam trọng áo nghĩa a, cái này không công bằng. Nực cười. Nghe được cha xứ gai phen này sắp xỉ bị đi ngôn luận. Khoa Trương có chút buồn cười. Công bằng. Ngươi cái này thần đình kẻ cầm đầu, cũng có tư cách sách công bình hai chữ. Lập tức. Tinh thần niệm lực hóa thành xiên xích xuyên thủng cha xứ gai tứ chi tại vô tận trong thống khổ đem hắn ma diệt thần đình tam đại chủ thần một trong cha xứ gai vẫn lạc cùng lúc đó mỹ lệ quốc thượng khoảng không ầm ầm bầu trời sấm chớp mưa bão an minh cùng phong mưa rào đại lượng mỹ lệ quốc người sống sót còn có ở mảnh này tự do trên quốc thổ tự do phá hư sinh vật biến dị đều hoảng sợ ngẩng đầu cảm thụ được hai đạo khí tức khủng bố không ngừng va chạm mắt thấy nghìn vạn đạo sấm sét chém giết tiếp đó bọn hắn liền nhìn thấy một đạo khôi ngô bóng người từ thiên khung rơi xuống một cái lôi đình đại thủ trấn áp xuống trực tiếp vỗ ra một đạo dài đến trên trăm ngàn mét cực lớn trưởng ấn tại trưởng ấn trung ương dầu hết đèn tắt thần chủ dâu hơi thở mong manh lại như cũ không chịu nhận mệnh liều mạng phóng xuất ra tất cả kim hoàng thần lôi hóa thành một đạo sáng chói thần kiếm màu vàng ống thần kiếm trảm thần đây là thần chủ dâu liều mạng nhất kích này kiếm vừa ra bất luận kết quả như thế nào bản nguyên triệt để khô kiệt thần chủ Zeus, đều đem chắc chắn phải cơ hờ kết. Mà thần chủ Zeus khác cầu, chính là một kiếm này có thể chém cơ hờ kết đi thi hoàng khoa trương đạo này phân thân, coi như giết không cơ hờ kết đối thủ, cũng muốn làm đối thủ thụ trọng thương, chỉ có dạng này hắn mới có thể cơ hờ kết không nhắm mắt. Chỉ có điều. Loại này chấp niệm là vĩnh viễn không có khả năng đạt thành. Lôi đình áo nghĩa. Cửu huyền kim lôi. Khoa trương đưa tay một điểm, một tia lớn chừng chiếc đũa kim hoàng dòng điện, chợt bắn ra mà ra mặc dù lớn nhỏ không có ý nghĩa. Nhưng mà trong đạo này cử huyền kim lôi ẩn chứa uy lực, lại là lôi đình tầm thường, thậm chí thần chủ Zeus kim hoàng thần lôi đều không thể sánh bằng. Cái kia một đạo xông thẳng tới chân trời kim hoàng thần kiếm, tại trước mặt đạo này cử huyền kim lôi, thậm chí ngay cả trong nháy mắt cũng không có kiên trì, liền triệt để bị đánh nát, hóa thành từng sợi hồ quang điện tiêu tan thế gian, mà thần chủ Zeus cũng bị xuyên qua, hôi phi yên diệt, không còn tồn tại. Thần đình tam đại chủ thần một trong, thần chủ Zeus vẫn lạc. Cuối cùng cực nam chi địa. Theo tận thế đến, viên này lam tinh thượng sau cùng tình thổ, đã từ lâu luân hãm. Bị đại lượng băng thuộc tính sinh vật biến dị xâm chiếm. Nhưng ngay tại hôm nay, hai đại cường giả đến, lại là cho cực nam chi địa cái này một mảnh thế giới băng tuyết, mang đến trước nay chưa có xung kích. Thần quan chiếu rọi. Có thần thánh y vị quan huy, chân chính buông xuống thời điểm lại là đại biểu cho hủy diệt. Mà hừng hực giấy lên phần thế thiên hỏa, càng là lệnh cực nam chi địa mênh môn băng tuyết lao nhanh tan rã, đại lượng sinh vật biến dị bị đốt cháy thành tro. Tại tam đại chủ thần ở trong, chỉ có thần vương Odin thực lực, cường hãn nhất. Cái này cũng là hắn có thể cùng khoa trương đối bính đến bây giờ nguyên nhân một trong. Đương nhiên, nguyên nhân chủ yếu nhất, vẫn là khoa trương một mực ôm treo đùa tâm tính, chân chính lấy ra thực lực, liền một phần mười cũng không có. Thiên hỏa chi luân. Một đạo hỏa diễm vòng ánh sáng bị quăng ra. Thần vương Odin tia sáng bị thiên hỏa chi luân dễ dàng xé rách. Cũng dẫn đến thần vương Odin cũng bị đánh bay kim hoàng thần vương áo giáp bị thiêu cháy tượng trưng cho thần vương quyền trượng cũng đã bị thiên hỏa chi luân chặt đứt lâm vào tuyệt cảnh thần vương odin cũng trở về mấy chục năm trước quỳ rạp xuống trước mặt luyện ngục ma tôn lúc hèn mọn bộ dáng không ta không muốn cờ hờ kết ta còn không thể cờ hờ kết phế tích ở trong thần vương odin thần chí không rõ tự lẩm bẩm đột nhiên hắn lớn tiếng la lên ma tôn đại nhân cứu ta kiệt 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 nhân loại yếu đuối a thậm chí ngay cả địch nhân như vậy đều đối trả không được, thật đúng là yếu ớt. Một hồi âm thanh quỷ dị, tại cực nam chi địa bầu trời quanh quẩn. Cuồn cuộn ma khí ngập trời mà đến. Hóa thành luyện ngục ma tôn thân ảnh, chật chật trào phúng. Lại là đối tê liệt ngã xuống tại phế tích ở trong thần vương Odin, không có bất kỳ cái gì thương hại, cũng không chút nào dự định xuất thủ tương trợ. Cứ như vậy nhìn xem khoa trương búng tay đánh, cháy hừng hực phần thế thiên hỏa liền đem thần vương Odin đốt cháy hầu như không còn. Sau đó, song phương đối mặt tấu chương xong